nói cô kia, cô nghe Đức giảng, cô nói thầy giảng 100% đúng chính bản thân con. Thầy biết rằng là chồng của con á đang sống với con, thầy biết rằng là chồng người ta, nhưng mà con dùng mọi thủ đoạn gì, con quá thương anh này, con dùng mọi thủ đoạn để con chiếm đoạt chồng người ta được. Nhưng thầy biết rằng nó về nó sống với con xong một thời gian ngắn thôi thầy, là nó đi lấy con khác. Thầy giảng 100% đúng, đã là không phải của mình, có tranh giành có được gì đâu. À, không phải của mình quý vị ơi, mà tác dụng phụ còn lớn hơn nữa. Mà thầy biết rằng nó về nó sống với con xong nghe thầy, nó lấy của con nó đi cho con khác ăn đó. Con đã không được thằng này mà con lại còn bị đau khổ, mà con còn bị mất của, con mất cả tình lẫn tiền. Nó thấy kinh không, nó tác dụng phụ. Nên nó tùy duyên thì tiêu nghiệp chướng, mà phan duyên thì chuốc tai ương. Phan duyên mà để giành giật là nó chuốc cho mình tai ương lớn dữ lắm. Nên trong cuộc đời này cái gì nó đã là của mình thì nó sẽ là của mình. Còn nó là không phải của mình thì nó sẽ không phải của mình. Mà nó của mình một đoạn đường thì nó là một đoạn đường của mình. Đến khi có người khác, đoạn đường sau là của người khác. Chúng ta đừng nên núm níu khổ đau quý vị, tiếc nuối làm chi, hiểu không? Mình là bị cái ái tình buộc ràng là ngay chỗ này nè quý vị. Cái cảm giác của mình là khi mình sống với người mình yêu, rồi xong mình nghĩ nó sống với người khác nó yêu, bản thân mình sẽ tức tối, không chấp nhận chia sẻ. Không chấp nhận thì cũng có được gì đâu. Con người người ta nó thích chia sẻ là nó đã đi chia sẻ à. Con người người ta thường bị một cái bệnh gì biết không? Cái bệnh của con người ta thường bị bệnh là cái bệnh là chúng ta cái cảm giác thử như thế nào ưa bị cái bệnh này nè quý vị. Cái bệnh là coi nó có cái gì lạ không, nhưng mà đã bước vào rồi thấy nó không có gì lạ. Quý vị nhớ nghe, cái thích gì trong cuộc đời này rồi cũng chán. Cái thích gì trong cuộc đời này rồi cũng chán. Chỉ đúng có cái thích tu là không chán. À, lạ, thích tu sẽ không chán, chắc chắn quý vị luôn. Tại vì thích tu nó sanh pháp lạc, mà cái pháp lạc nó sanh tất cả pháp, thì nó cảm thấy tự tại vô cùng. Vì học Phật đến một cái trình độ nào mà quý vị cảm giác mà sanh pháp lạc ấy, thì bị cho thích Phật pháp, thích Phật pháp cực kỳ thích luôn. Thấy Phật pháp quá hay, hay đến mức mà bản thân chúng ta nghĩ một ngày nào mình thăng tàn ma dại không được gì, ta vẫn sống có niềm vui. Ờ, vì sao? Vì chúng ta có được Phật pháp rồi. Thật sự mà nói cái câu, có Phật pháp là có tất cả đó quý vị. Có Phật pháp là có tất cả đó. Còn quý vị mà không có Phật pháp, quý vị có tất cả thế gian này thật sự không có gì. 100% quý vị, mỗi người mà nghe công đoạn này ngồi suy nghĩ cho thật kỹ, rồi một ngày nào quý vị sẽ biết. Quý vị có nhiều của cải, nhiều vợ, nhiều chồng cỡ nào, rồi một ngày nào quý vị vẫn là một kẻ đơn côi. Không đem cái đó để giải quyết vấn đề, không giải quyết được vấn đề đâu quý vị à. Chỉ có đương thời thì cá bưng người bợ thấy thì mê trong cái danh lợi. Chứ thật sự thì khi chúng ta đổ vỡ ra thì vị sẽ thấy rõ ràng nó không giải quyết được vấn đề khổ đau. Đúng không? Đó. Chỉ là những nguyên lý của Phật pháp chỉ bao nhiêu thôi, nhưng đòi hỏi bạn có giác ngộ hay không. Cái quan trọng là bạn có giác ngộ hay không để nhìn nhận được cái cõi đời này. Nên từ nơi đó mà Nhân Đức gặp một người huynh đệ, Nhân Đức nói bây giờ ông thích cái cục bùi nhùi này, nhưng mà tôi hỏi ông, cái cục bùi nhùi này một ngày nào cũng cảm thấy chán nản, tại sao ông không nghĩ con đường của ông nó đặc biệt hơn? Hiểu không? Tôi là nó thiệt chứ, bùi nhùi quá nhiều. Nhiều quý vị, Nhân Đức bây giờ cũng nhiều bùi nhùi thiệt á. Có nhiều á. Ngày xưa kiếm một cục bùi nhùi để mà chà chảo thôi, tùy ai hiểu sao hiểu, thấy không? Nhưng mà kiếm một cục cũng khó. Bây giờ rất nhiều cục bùi nhùi mà không chà. Tại vì sao? Bình thường quá, hiểu không? Mà có những cục bùi nhùi người ta chưa ra lò gì luôn đó mới bị biết. Nhiều người người ta cũng thích bùi nhùi chưa ra lò, mà có mà còn không có dùng tới, chứ không chi
mà đi kiếm bùi nhùi ra lò rồi. Thấy không? Đó. Vì sao? Đạo pháp nó thù thắng. Đạo pháp nó quá thù thắng. Nên những đức nói với bản thân những đức, một ngày nào cuộc đời những đức có cái gì đi chăng nữa, đạo Phật tôi vẫn bám chắc. Bám chắc đạo Phật là chắc nhất. Còn thế gian này thịnh si là lẽ thường. Được mắt thịnh si, kẻ thương người ghét là bình thường. Nhưng cái gì phải bám chắc vào pháp. Nó giống như có một ông thầy bị vớt một phát một, trả y về đời. Y trả nhưng đạo ông đừng trả. Hiểu không? Cái y á, nó chỉ là tấm vải thôi. Và tấm vải này quý vị đốt đi nó vẫn cháy. Nhưng cái đạo Phật quý vị có dùng cách nào đốt cũng không cháy được. Đúng không? Cái đạo Phật nó nằm trong tự tánh, trong tâm mình. Mình chỉ cần cảm nhận được nó. Dù mình có thân tàn ma dại, có mắt, cái tâm, cái mắt, cái thân cỡ nào, nhưng mà cái đạo Phật nó không có mắt. Phải bám chắc cái đạo Phật. Nên cả đời quý vị hình tướng thì có thể thay đổi, nhưng đạo Phật phải duy trì. Phải duy trì cái đạo Phật đó đó. Duy trì cái tâm giác ngộ của mình đó, đó là cái sự an lạc của quý vị đó. Chứ đừng có nói mà bây giờ không lẽ mình đi tu mục tiêu mình là cầu danh cầu lợi. Mình cầu danh cầu lợi thì mình mắc cái là mình trở về con người bình thường hư hỏng như ngày xưa. Không có đâu. Mình tu hành là trong khoảng thời gian mình tu mình cũng có được cái giác ngộ. Nên đã là cái giác ngộ là cái này là cái thật sự cái của mình nè. Mà đó nó có cái giác ngộ rồi quý vị, người ta có lấy bất cứ cái gì của quý vị mất đi, quý vị vẫn luôn luôn giữ được cái tâm đạo. Đó. Ví dụ như mình sống ngoài đời thì vợ mình người ta lấy được mà, chồng mình ta lấy được mà, của mình ta lấy được mà, con mình ta bắt được mà, nhà mình ta lấy được mà, ta chiếm đoạt được, đúng không? Chỉ có một cái người ta không bao giờ lấy được, đó là tự tánh Phật quý vị. Đúng không? Càng mở rộng chừng nào thì tự tánh Phật càng mở rộng ra, đi đến cái chỗ thành Phật. Quá tuyệt vời. Tại sao chúng ta không phát triển cái tự tánh giác ngộ của chúng ta? Nên hiểu được nguyên lý này rồi thì cái cõi đời này vì sẽ nhìn ra, sẽ nhìn ra rõ ràng luôn. Đó. Bây giờ về chùa mà nói như những đức nói thiệt, cái lượng Phật tử mà những đức quen cũng nhiều người trẻ chung, có nhiều người xinh đẹp, có nhiều người có địa vị, nhiều người có tiền bạc hết, chứ vẫn chơi ra quý vị. Khi nói chuyện chơi mà nói chuyện cũng quý mến nhau và cảm thấy tôn trọng và có tình cảm, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu quý vị. Mình biết họ cũng quý mến mình. Từ nơi đó mà mình nói không có. Tại vì sao? Cái tâm mình giờ nó đặt về công chúng vẫn là cái tuyệt vời nhất, không có cá nhân. Vì tu vậy bị an lạc lắm quý vị. Mà thật sự mà nói chơi với nhau cũng thấy yên tâm. Thấy nó đâu có vướng víu gì đâu mà không yên tâm. Còn mình chơi với ai nó cũng vướng víu mình, trên cái đó mới là bất an. Thí dụ như bây giờ mình đi đến chùa đi, một ông thầy mà ông gần gũi mình là ông bị dính mắt, mình không lợi là ông hỏi hoài. Đó là cái mà mình thấy phiền phức rồi đó. Mình chơi làm sao mà mình đến cũng được, mình không đến cũng được. Ông cứ lo chuyện của ông đi, ông thầy đó được. Đúng không? Có cái con người có tình nghĩa thì nghe người ta bệnh đau hay cái gì thì hỏi thăm một tiếng. Là sao bệnh đau có đỡ chưa? Cố gắng niệm Phật nghe thì còn có thể. Chứ ngoài ra mà khi người ta không đến chùa mà cứ điện thoại nhắn tin đồ. Nguy hiểm quý vị ơi. Nên trong cái thời cuộc này những đức nói như không xài điện thoại, là người tu mà dùng điện thoại khéo léo là đúng là quá hay. Những đức nói cho vị biết nghe, chùa của mình mấy thầy mấy chú mấy cô mà xài điện thoại thử đi. Khỏi cần nói ở đâu xa. Chỉ ở trong chùa thôi, ngồi ở trên lầu nhắn tin xuống đất. Qua lợi nhắn tin, qua lợi chơi với nhau. Rồi quý vị sẽ thấy con chùa mình nó không còn là ngôi chùa nữa. Rồi mấy bà cụ mình mà xài điện thoại nó thì cái chùa này thành cái chợ chùm hổm. Và phiền não sẽ kéo đầy gì chùa này luôn. Bà nghe ngóng rồi người ta nạp cho bà đủ chuyện hết trơn, con cháu nó điện sao tu. Nên bản thân những đứa đó làm được cái chuyện lo cho chúng đông như vậy mà không xài điện thoại. Đây là cái việc mà cực kỳ cao minh, vì những đức biết chiếc điện thoại này nó không đơn giản. Nó là hai mặt. Mà cái mặt của ma đạo thì nó quá mạnh trong chiếc điện thoại. Quý vị coi, mình là ông thầy mà kiểu mà ngoài đời mà chưa từng biết cái gì, mà cầm chiếc điện thoại lên, nó hiện lên một cái,
Con lần như thế thấy vị thầy tụng kinh hay quá trời, tụng kinh nổi tiếng hay lắm, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Mình bấm vô mình nghe tụng kinh Vô Lượng Thọ hồi đó, mình vừa bấm vô mình coi tự nhiên nó đưa nguyên cái áo ngực nó chụp vô cái mặt ông thầy. Quảng cáo nó, con nhỏ đó nó giống như nó chằn nó chuồn đưa mà mình mẩy ra. Nói chưa mà nó xong rồi mấy chú nói ta bấm nhau qua nó để nó coi một chút. Lâu quá không được coi, cho coi chú coi. Chú cười quá trời cười. Nà, thà vậy mà không sao còn hơn, gặp một cái ê, nó mới nguy hiểm vậy đó nè. Bấm dừng lại cho coi chú. Nó mình biết liền, nó thấy chưa. Nó đủ thứ thể loại trong đó đúng không? Mà vô mạng internet á, là biết bấm địa điểm vị trí. Gặp mà mình không biết mà mình mò trên đó là mình vô lũ đạn không đó. Nó nhiều thể loại hư hơn. Tốt nết mà hư nó quá nhiều. Mà tâm mình nó câu thông với cái hư dễ dữ lắm. Nên tại sao con nít bây giờ nó bị loại hết cái đầu óc thông minh? Vì do cái thể loại ở trong chiếc điện thoại nhiều loại hư. Mà con nít nó bị mất đi cái trí thông minh của nó đó quý vị. Nên mình á, giảm xài điện thoại tối đa để có thời gian cho bình yên. Những lúc nào xài là giờ giấc, lúc nào nghỉ là phá máy. Quý vị yên tâm đi. Chúng ta làm việc có thời gian, yên tâm có ba bữa cơm này không đói đâu sợ. Chúng ta cần thiết gì về chùa tu nào. Những đức nói với vị nghe, quý vị là người an lạc, có năng lực, vui vẻ. Người ta đi tìm quý vị, người ta đi kiếm quý vị, săn đón quý vị. Chứ quý vị, còn mình mà không có năng lực, dù mình ngồi ngay cái mặt tiền cũng không ai ngó mình. Chứ quý vị biết, những đứa có xài điện thoại đâu, có qua lợi nhắn tin điện thoại với ai đâu, có bồi dưỡng Phật tử đâu, vì cái chuyện nói chuyện đâu, chỉ chia sẻ Phật pháp thôi. Cái đặc biệt là làm cho người ta cười. Vậy đó mà người ta đi tìm, người ta kiếm. Khi nấu ăn mà đứng bận đồ đen thui thù lùi, mà gọi là nấu ăn chiên sườn đồ hôi hám vậy mà như nhìn như con khỉ khô, mà họ đứng làm nè. Ô thầy kia đang chiên sườn thầy gì? Nó con nghe pháp thầy hồi đó nhờ, nghe pháp đi kiếm làm cái gì? Nhìn mặt khỉ khô có gì đâu. Vậy đó mà ta thích quý vị ơi, nó lạ ghê quý vị ơi. Con người ta thường gặp nhau là dùng những lời trao chuốt, nó quen quá rồi. Mà bây giờ quý vị phan vậy mà phái nghe quý vị, thấy lạ quý vị. Sao kỳ, sao lạ ghê ta. Có nhiều cô cũng trẻ gặp nhìn đó. Dính gì vậy mà lại thích quý vị? Ngộ ghê đó, thấy không? Có nhiều bạn mới gặp bàn tay như thế nè, tay thầy công nhận đẹp nghe, nó đẹp nắm đi. Từ từ đó bà, thầy đâu dạng quá trời dạng như trời. Bộ thầy không sợ động tâm hả thầy? Cái tâm tôi còn gì nó đâu động, tâm tôi nó không còn gì để động nữa chứ. 2000 con người tôi lấy cái gì để tôi động, tôi cũng không biết luôn. Rồi mỗi ngày tôi giảng pháp suốt luôn, lấy cái gì để thời gian đâu động. Mấy người rảnh quá, mày đụng đâu mấy người cũng động. Tôi bây giờ bị coi bây giờ sáng phải tính cái món ăn gì để nấu, rồi bây giờ phải chiều nấu món ăn gì, rồi trưa tôi còn chuẩn bị món ăn cho bên kia nấu. Tôi bây giờ sáng nay phải chiên sườn cho ngày chủ nhật ngày mai ăn, rồi chiều nay tôi phải nấu một nồi chè đậu xanh xịn sò. Chuẩn bị nồi chè đậu xanh. Tôi đang mua bột khoai bột bán gì tôi ngâm sẵn bên. Nấu nồi chè đậu xanh nha, xịn sò. Nấu một đường khoen đàng hoàng, muốn ăn thanh thao. Chiều nay thứ bảy bên kia ăn chè đậu xanh. Nấu nồi chè đậu xanh cho biết. Mua 15 kg nước dừa.
Tôi nấu chè đậu xanh, tôi nấu xong rồi tôi đem xuống tôi mới chế nước dừa vô. Có nhiều cô chùa nói thầy ơi, đậu xanh nấu nước dừa phải chế nước dừa lúc mà trên lò thì nó dở quá. Nước dừa để làm gì? Béo. Mà chế sớm quá nó chín quá, nó bay mùi hết sao còn béo. Không kinh nghiệm chút nào. Nó gì biết. Từ nó nói chuẩn bị không? À, quý vị coi, lên xem Phật pháp có nhiều người người ta nói: thầy chỉ xem Phật pháp gì đâu chàng, có Phật pháp gì đâu. Chứ ông muốn Phật pháp gì? Phật pháp gì? Cái quan trọng là người ta thích nghe thôi chứ, đúng không? Ông chia sẻ ngon quá trời mà có mấy người coi đâu. Tôi chia sẻ gì đâu mà người ta coi đó được không? Quý vị coi bây giờ pháp là gì? Ăn cơm, ăn chè, ăn kem. Cái pháp thì gọi là gì? Pháp nhân sinh. Pháp của người ta là gì? Khát nước là ta uống nước thôi. Đúng quý vị? Đây là cái pháp mà Phật cho mình cầm được. Còn nói cái pháp mà chúng sanh cầm có được, người ta đâu có áp dụng được đâu quý vị. Người ta nói cái pháp đơn giản, người ta dẫn dắt câu chuyện đơn giản, ta tu thành một người đơn giản. Bây giờ ông đi tu ông nấu chè ông ăn đi. Không, đi nấu cơm thử đi. Rồi hướng dẫn niệm Phật, lễ Phật, rồi lại Quan Âm, rồi giảng pháp, rồi nuôi người già, rồi tặng tượng Phật, rồi làm tất cả tùm lum chuyện. Thử đi. Đúng quý vị? Là xác thực phải không? Nó rõ ra là quý vị quý những đức là ngay chỗ nào? Những đức dám làm, đúng không? Bây giờ đơn giản quý vị, quý vị là người nữ, quý vị có chồng thì sẽ rất kính trọng chồng quý vị, dám nói dám làm. Chồng quý vị thương quý vị nhưng mà lại thương cha mẹ quý vị, tôn trọng cha mẹ quý vị. Quý vị biết người chồng mình mà tôn trọng cha mẹ mình sẽ bỏ mạng vì người chồng này. Tại vì người ta tôn trọng cha mẹ mình làm cho mình hãnh diện. Quý vị mà tôn trọng cha mẹ người ta đối với bên vợ đàng hoàng, vợ mình nó hãnh diện, nó nở mặt nở mày khi có thằng chồng đó, rồi nó hy sinh vì mình. Nghe không? Còn mình thương người ta mà mình không xem cha mẹ người ta ra, mình chơi cha mẹ người ta nghèo, mình chơi với dòng họ bên người ta sẽ ngại ngùng chứ. Mình thương chồng mà mình tôn trọng cha mẹ chồng, mình tôn trọng cha mẹ chồng, chồng sẽ nở mặt nở mày. Ví dụ như cha mẹ bên chồng nói rằng á, vợ của thằng Năm nhỏ này nó được, nó biết tôn trọng cha mẹ, thằng này nó có phước, nó có được con vợ này. Mình mà lạng quạng cái gì, cha mẹ ở bên chồng nói một câu: mày có phước ba đời mày mới có con vợ này đó, mày mà lạng quạng mày mắc con nhỏ này rồi đời mày cứ như là một hết thờ, mày khổ the tua mày cho mày biết nghe chưa. Dù cỡ nào nói câu nói này chồng mình cũng suy nghĩ kỹ lắm, không dám đó quý vị. Tại vì sao? Có phước mới có được con vợ này. Biết tôn trọng cha mẹ chồng, sống biết tình nghĩa với anh em bên chồng đàng hoàng. Chuyện nhà mình là quan trọng. Còn người ta lâu lâu đến nói một hai câu có ăn thua gì đâu. Người ta đến mình đãi một buổi cơm có ăn thua gì. Còn đi lỡ nhà người ta có nói gì đi chăng nữa mình cũng về nhà mình sống. Nên chúng ta hãy đúng cái vai trò mình mà sống cho đặc biệt. Vì mình là người khôn. Đúng không? Đừng có đi chăm chích cho anh em người ta bắt hòa, mình ác lắm. Mình là đàn bà, vậy là đàn bà gắn, gắn độc. Tại vì sao? Chăm thọt cho anh em người ta bắt hòa, rồi mình nói để mà cho con trai người ta chửi cha mắng mẹ người ta. Con người mình vậy là đoạn phước, đoạn duyên, đoạn cái đức của mình. Nên mình sống vậy nó không có đúng. Rồi sau này cái quả báo nó sẽ trả lại cho mình, có khác gì đâu. Nên quý vị ơi, Phật pháp nó rất là đơn giản, quý vị nghe, quý vị thấy không? Nó dễ. Phật pháp học cái gì? Học sửa đổi lỗi lầm. Ai mà không có cái sai? Ai mà không có sai đây? Nè, chú này giờ chuẩn bị cưới vợ rồi nè. Chú chuẩn bị cưới vợ là chú đang suy nghĩ một cái kế hoạch cho cuộc đời của chú. Nhưng mà mình bây giờ biết đạo biết tu, không cần suy nghĩ kế hoạch cuộc đời chứ. Chỉ cần hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, chỉ cần tôn trọng với nhau thôi. Giàu nghèo gì cũng sống cho vui, rồi lai rai đi chùa. Đó là cái kế hoạch đẹp nhất của cuộc đời chúng ta đó.
Bao nhiêu người sống trong cuộc đời này khi vừa đến với nhau là kế hoạch một gia đình, kế hoạch sự nghiệp. Họ có được gì đâu. Chúng ta kế hoạch cho sự hạnh phúc bằng niềm vui và cái bình an của mỗi ngày. Đó là kế hoạch tương lai đó. Chúng ta đừng nên đi theo cái bước xe của người khác. Sai lầm quá. Nó làm cho mình có một gia đình, có vợ, có chồng là có đi cái gông cùm vào cổ. Mình nặng nề làm chi vậy? Mình nghĩ rằng bây giờ mình có mình làm không được bao nhiêu. Có thêm vợ nữa, hai người cùng làm khỏe hơn. Thì nó đặc biệt quá. Mình nghe vậy thì tự nhiên nó nhẹ nhàng. Còn cái này mình đi mang gánh nặng chi vậy? Tự nhiên mình làm chồng phải gánh nặng vợ, vợ phải gánh nặng chồng, gia đình. Làm gì mà tự nhiên mình phải gánh nặng dữ à? Chúng ta mỗi người đừng có gánh cái gì quá nặng. Thì đó mới là sự nghiệp của cuộc đời chúng ta. Thấy không? Trong chùa này tôi làm thì tôi làm chứ quý vị thấy tôi có gánh nặng đâu. Tôi không gánh nặng tôi mới vui nè, tôi mới tự tại nè. Chứ nếu mà tôi gánh nặng trong công việc này là làm sao tôi chia sẻ bọc khắp cho quý vị nghe gì được. Làm sao tôi có nụ cười được, không có nụ cười đâu quý vị ơi. Mỗi ngày mà làm mà bận tâm nặng nề làm sao chia sẻ bọc khắp. Lên toàn là nói nặng nề không đó. Nó rồi lo đủ chuyện chứ. Bây giờ có tiền thì nấu chè, không có tiền thì khỏi nấu chè. Có gì đâu mà nặng nề. Đúng quý vị. Nhưng Đức nói cho quý vị nghe nghe. Chúng ta mà thương quý tôn trọng nhau, dù một ly nước lạnh mà uống cũng cảm thấy vui nữa quý vị. Đúng không? Có chè thì càng tốt. Đúng không? Đặc biệt hơn chứ. Tùy viết. No. Nó giống như bây giờ ly nước uống gì đó. Có nhiều cô nói, tụi con uống miếng đó thầy. Có bữa đó uống còn miếng nước nhiêu. Bà đã chạy lại uống. À, uống xong mà đưa cái ly luôn. Còn giọt uống luôn. Nghĩa là người ta quý trọng rồi, nó lạ kỳ quý vị ơi. Nên từ nó đó lạ kỳ quý vị đấy. Trong cái cõi đời này quý vị sống mà, sống mà để cho người ta thương là hạnh phúc nhất. Sống mà để cho người ta ghét là sự bất an. Bất an đấy quý vị. Mấy mươi năm cuộc đời ngắn ngủi lắm quý vị ô. Đúng không? Đúng mấy cô? Không mà nhận Đức thấy mấy cô đi đến chùa mình càng ngày thì Đức thấy mấy cô càng sáng sủa càng đẹp đó. Chúc mừng mấy cô. Tu hành mà sáng sủa là có nghĩa là tu hành có kết quả đó. Thì tướng do tâm sanh. Cái tâm mới bị an lạc nó hiện cái tướng được. Còn nếu cái tâm mới bị buồn gầu nó héo hon đó. Thì nhìn có ai héo hon. Chúc mừng quý vị không ai héo hon. Đó. Cười lên cái quý vị ư. Thấy chưa? Nó làm cho bầu không khí này tỉnh lại. Thấy không? Quý vị biết rằng có những người mà ngồi trong đây mà nghe chia sẻ bầu pháp mà buồn ngủ đi chăng nữa. Nhưng mà họ sẽ không ngủ. Tại vì sao? Họ say trong men đạo. Ừ. Có cái bà kia bà ngồi ở đây nè. Mà bà nghe như Đức giảng mà bà ngồi gàn. Mà bà buồn ngủ một chút á, cái bà nhìn như Đức bà làm nè. Sao giờ Đức hỏi bà? Ủa sao cô nghe như Đức giảng mà cô mắt cô ngộ ghê. Mà cô kênh như Đức ngộ, bà nói là say trong men đạo. Nói câu hay ghê, bà nói say trong men đạo. Nói, thầy ơi thầy giảng thì sao đâu mà con nghe giống như con đang hiện tại không có phải ngồi ở đó, giống như là con đang ở trong một cái cảnh nào khác, nó thay đổi cái tâm trạng của con, tự nhiên nó làm con an tâm mà con nhẹ nhàng sao mà con. Bà nói bài bổng nên từ nơi đó vì biết á, tại vì cái tâm niệm Đức nó quá nhẹ nhàng quá, nó quá bình an. Nên cái sức truyền tải năng lượng nó làm cho quý vị bình an. Truyền tải năng lượng bình an. Bây giờ Nhân Đức nói cho quý vị nghe nghe. Nhân Đức mà lên đây mà Nhân Đức có cái tâm gọi là cho quý vị cúng dường á, là quý vị sẽ thấy bất an á, thấy nặng nề liên á. Nhân Đức đâu có cái tâm này đâu. Quý vị biết Nhân Đức mà giảng pháp, Nhân Đức nói cái chương trình làm này kia là Nhân Đức nói lên vậy đó, để cho ai làm thì người ta cùng làm. Chứ Nhân Đức không có nặng nề cái chỗ đó. Nên vì về chùa mình bị thoải mái lắm.
nó không có cái nặng nề bận tâm. Với chùa có xây dựng hay cái gì chăng nữa, quý vị cũng có bận tâm cái chuyện đó nữa. Tại vì sao? Mình nghĩ rằng là làm việc cho Phật Bồ Tát thì sẽ có không người này cúng có người kia cúng à. Lo nặng nề chỗ này, đúng không? Mà đây là những đức mới tu thôi nghe quý vị, mà những đức còn có được cái cảm giác thoải mái gì. Chứ những người mà tu lâu thì người ta an lạc cỡ nào. Không, nhưng quý vị phải biết rằng quý vị đang tích trữ cái gì. Quý vị đang tích trữ cái gì trong cái cuộc đời quý vị. Nếu như bây giờ quý vị ngồi nghe suy nghĩ gì nè, quý vị đang có một cái chỗ chứa đồ, mà mỗi ngày quý vị chứa cái gì trong thời gian mấy chục năm. Tuy những đức mới đi tu mười mấy năm, mà từ khi đi tu tới giờ những đức biết chứa cái gì, cắt cái gì, thì nó trả lại cho những đức cái gì. Nếu như bây giờ thời gian của quý vị là tích chứa cái sân si, tham chấp nặng nề, vì chữ nó quá nhiều, thì nó trả lại cho quý vị là sự bất an. Thế sao? Đúng không? Bây giờ quý vị đi vô phòng nhà đức này, bảo đảm quý vị không có một người nào mà nói mà lo cho đại chúng trong chùa đông gì mà trong phòng không có một cắt bạc. Mở cửa phòng chàng quạt. Mở cửa phòng chàng quạt. Có cắt bạc nào đâu. Đúng không? Vì mà khi xài tiền là có người đưa tiền cho xài đó. Đúng không? Đặc trách công việc này kia, các điểm chùa lo chuyện này kia gì đó. Những đức nói thiệt quý vị, cúng dường những đức cũng không biết trong đó bao nhiêu tiền. Đố có bao giờ mà những đức cầm lên những đức coi trong đó là bao nhiêu tiền. Một năm 12 tháng chưa bao giờ những đức coi bao thư quý vị cúng trong đó bao nhiêu tiền một lần nào luôn. Nói đây là trước ngôi tam bảo 100% luôn. Không có bao giờ mà nhìn tới mà coi tới hết chứ. Đều là có ban tổ chức tự làm tự sắp xếp. Nên đầu óc như đức nó khỏe, vì thấy chưa? Rất là khỏe. Như đi xe bao nhiêu năm vậy, có bao giờ những đứa ghé cây xăng đổ lần nào đâu. Mà lúc nào xe cũng có xăng. Từ khi đi tu tới giờ dài dép đồ này kia, tức khắc sẽ có người mua hết. Vì thấy như vậy thì nó quá tự tại rồi. Chấp nhất nặng nề cái gì. Còn cái đồ gì ai cho mình mà mình thấy mình không phù hợp xài thì đưa liền cho người khác xài. Nên phòng nhà đức ít có những cái đồ lưu niệm. Không có. Có lưu niệm là có dính mắc. Thấy không? Mà có những cái rất là đơn giản mà những lại để nghe. Nên quý vị đừng bao giờ mua cho nhà đức cái gì mà gọi là xịn sò. Nhà đức lại không có dùng. Mà nhà đức thích dùng cái mà nó phải xác thực. Mà nhà đức cũng biết xài cái gì xác thực luôn. Bây giờ cuộc sống như thế nó có sẵn hết trơn, nó gì mà sống. Thì mua thêm cái gì nó mất công tốn tiền. Thà đem tiền đó để cúng tam bảo làm chuyện này chuyện kia còn ý nghĩa hơn nhiều. Hiểu không? Ý nghĩa hơn nhiều. Những đức rất là nhiều thứ đồ có hết trơn rồi. Dù như chuỗi đeo cổ này về bây giờ những đức cũng có đầy đủ hết rồi, đừng có mua nữa. Hiểu không? Nó rồi đồ đạc những đức thì có đầy đủ hết trơn. Đồ nhà đức đa phần là đồ trong chùa may. Nhà đức mới bặn chứ đồ mà ở ngoài chợ may mà bặn mà cục ngắn dài nhà đức ít bặn. Đồ trong chùa cái mẫu hình ta may rõ ràng hết trơn, người ta quen nhà đức người ta may. Y hậu nhà đức là tự trong chùa may không à. Nên những đức sắp ra cái thì rõ ràng cái gì là mình tạo ra thì trả cho mình thôi. Phòng may là những đức lập ra, những đức điều chỉnh cho người may đồ nào may ra thì là những đức sẽ được may đồ chứ làm sao. Đó. Nên đừng có đi mua mấy cái đó tốn tiền lắm. Có tiền bỏ thùng tam bảo cúng dường để làm cái việc trong tam bảo á. Còn những đức á, nó thiệt tình mà nói không có ăn uống cái gì đâu. Chỉ có ngày 3 buổi cơm thôi. Chứ không có cái chuyện ăn cái này cái nọ. Sữa sồ không có uống. Mua thì cứ mua cho mấy bà già uống. Mấy bà cụ có uống. Mua cho những đức thì những đức cho mấy bà cụ già cũng đặc biệt. Có nhiều người ta mua này mua kia mua nọ cho những đức nào là uống để thông cổ ngậm này kia. Đừng có mua, đừng có làm cái này cái kia đem đưa cho những đức, vì những đức không có dùng. Cái cơ thể những đức rất là lạ kỳ, cái gì mà để vô thì nó càng bệnh thêm nữa.
thà để đại tự nhiên nó sẽ hết. Người ta ngậm thì hết, những đức ngậm không có hết. Nó lạ lắm. À, không có hết đâu. Cách nay thời gian đâu khoảng hơn 10 năm hồi đó trên đó, mà những đứa có một lần bệnh, mà thầy kêu vô mấy chai nước biển. Thầy kêu quá kêu, vô đâu mấy chai nước biển, vô xong nằm một tháng. Nó kỳ cục, vô nước biển xong nó mệt thấy ghê. Từ đó sao sợ luôn, đâu có dám. Nên cơ thể của mình cũng như một cái cây nằm giữa một cái bầu trời. Cái cây ở nhà thì chăm bón nó quen nên cứ chăm bón hoài. Bỏ phân thì mỗi ngày cứ bỏ phân. Tưới nước thì mỗi ngày cứ tưới nước. Còn cái cây của những đức là cái cây ở ngoài sa mạc hoang vu. Nó từ nhỏ nó đã quen cái cuộc sống phong trần tự nhiên. Nên từ nơi đó mà những đức sống cái tự nhiên nó quen hơn là cái thuốc men hay cái này cái nọ. Bây giờ là những đức sống nó hơn là phát triển một chút rồi đó. Là phòng ngủ những đức vẫn có máy điều hòa đồ này kia đó nghe. Chứ hồi đó là những đức sống rất là đơn giản, còn dữ dằn lắm. Nhưng mà tại sao những đức qua bên kia mà phòng những đức phải gì? Vì ở bên kia quý vị biết nó gần cái mấy cái khu công nghiệp, nó có mọt. Thêm cái nó ưa lâu lâu nó có cái mùi. Nên phòng ốc nó với nó bụi bay nhiều quá. Nên phòng những đức phải gì? Chứ nếu cho những đức mà một cái lối sống tự nhiên, những đức sẽ thích cái nơi ở những đức là có một cái giường cây. Trong đó là có một căn nhà nho nhỏ, xung quanh là có hoa. Sống vậy đó. Cái lối sống như đức là thích, nó nhân sinh đấy. Xung quanh là cây, hoa, nước, nó nước suối hay là một cái dòng sông, những đức thích như vậy đó. Nó, nên từ nó đó, những đức thích sống nhân sinh dữ lắm. Không có thích sống trong cái hoàn cảnh bị bó buộc. Nên có một lần những đức ngủ mà những đức nằm mơ, những đức thấy là mình có một cái ngôi chùa. Mà ngôi chùa lớn dữ lắm mà nó nằm ở trong một khu rừng. Mà phía trước đó là một con sông. Mình nói mình ngồi giảng pháp mà người ta nghe đông quá trời đông. Mà nói chàng ơi sao mà mình có cái ngôi chùa mà nó giống như trong tâm mình. Suy nghĩ tới người ta, giấc mình thức dậy mà còn cười. Nên quý vị à, trong cái cuộc đời của người chúng ta, dù là mơ mộng nhưng nó đẹp vẫn thấy thích thú hơn là chúng ta không có một cái giấc mơ đẹp nào trong cuộc đời. Thật sự mà nói, cuộc đời của người chúng ta, chúng ta từ đây đi về thế giới cực lạc cũng qua nhiều cái sự khó khăn lắm. Nhưng mà chúng ta nghĩ cực lạc nó quá đặc biệt. Chúng ta cứ nói với mình, thôi thúc mình, chỗ đó nó đặc biệt chứ lắm, nó đặc biệt chứ lắm. Thì mình sẽ cố gắng vượt qua những cái gian nan của cuộc đời đi đến nơi đó. Thưa quý vị, giống như bị đi học cũng vậy thôi. Mình nghĩ mình tương lai mình làm được bác sĩ, mà bác sĩ mình nghĩ bác sĩ là một người đẹp lắm. Bác sĩ là một con người có cái tâm lượng như thế nào đẹp lắm. Thì chúng ta mới cố gắng học để chúng ta làm bác sĩ. Chúng ta học để mà làm thầy giáo, chúng ta nghĩ là cái vai trò của thầy giáo là một tư tưởng mô phạm đặc biệt tuyệt vời lắm. Nên chúng ta mới cố gắng học để làm thầy giáo cô giáo. Chứ nếu như chúng ta nghĩ học rồi đi đến cái chỗ đó để làm cái thằng đó, con nhỏ đó là không có ra trò chống gì, học làm gì, đâu có cảm giác gì đâu. Nên mỗi ngày tại sao chúng ta nhớ ai cho Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc? Vì chúng ta nghĩ cái thế giới cực lạc nó quá đặc biệt. Dù cái ý nghĩ này chúng ta chưa thật sự được thấy, nhưng đây là chỉ một cái sự mơ mộng của chúng ta thôi. Nhưng mà còn hơn là không biết gì để mơ mộng. Đúng quý vị đó. Nên chúng ta phải cảm nhận điều đó, nó tuyệt vời, nó đặc biệt. Thì quý vị nhất định cái cuộc sống quý vị nó nên thơ lắm. Thật sự mà nói, con người mà nó phải có một cái gì đó mình nghĩ nó là tốt đẹp trước mặt của mình. Như người ta đói khát mà người ta nghĩ là một ngày nào ta sẽ giàu, thì con người người ta sẽ sống trong cái sự đói khát mà nỗ lực lên. Còn hơn là con người chúng ta mỗi ngày sống giống như chết đứng vậy. Sống nghĩ rằng cuộc đời mình là vô vị, sống không bao giờ có một tương lai gì cả. Thua rồi, cuộc sống vậy thua rồi. Nghe không? Lớp 3 nè, mà còn vượt lên được chính mình để bây giờ có được niềm vui. Nghe không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết sống nó phải có một cái mơ mộng gì đó mà đặc biệt để mà hướng đến mục tiêu. Chúng ta bây giờ mơ mộng là gì? Thế giới cực lạc. Mày bị nhớ nghe, bị mơ mộng cái thế giới cực lạc á,
là cái phước duyên nó bao trùm những cái sự an lạc của cõi đời. Ồ, hay lắm. Có cuộc có muốn báo sống chơi ở cõi này, sống cho thấy ta ngưỡng mộ mình chơi, nhưng chúng ta đừng bao giờ cho nó là thật, thấy không? Có chồng đẹp trai sống chơi cho vui, nhưng một ngày nào nó không có đâu. Có của cải, có danh lợi, sống đặc biệt cho người ta ngưỡng mộ chơi, chứ không có gì chứ nghe. Ồ, trong cuộc đời này mình mà tu hành mà mình nói là mình hà khắc với mình mà để khổ á, người ta sẽ không bao giờ nhìn mình người ta tu đâu. Từ khi là mình không có gì thì mình chịu, không có gì thì chịu thôi. Còn nếu như cuộc sống quý vị mà có cuộc sống ổn định vui vẻ thì quý vị nên sống cho đặc biệt, có dư ra thì chia sẻ bớt cho người, nhưng chúng ta phải sống cho đặc biệt. Sống cho đặc biệt, quý vị thấy cái cách chia sẻ bọc pháp của những đức, quý vị sẽ thấy rất là thoải mái. Tại vì sao? Vì trong hoàn cảnh nào quý vị cũng sẽ đặc biệt hết chứ. Bây giờ mình nghèo nhất, mình xấu nhất, mình lùn nhất luôn. Bây giờ những đức hỏi quý vị, chúng ta nặng như với những điều này, chúng ta có phát triển được không? Không. Vậy thì chúng ta phải sống với cái mà mình đang được đó đi. Bây giờ mình có nghèo nhất đi chăng nữa, mình vẫn có cơm một ngày ba bữa. Mình có xấu nhất đi chăng nữa, mình vẫn còn có được hơn kẻ mù kẻ què. Đúng quý vị. Bây giờ cuộc đời chúng ta không có một thằng nào ngó ngàng tới mình ở giá đó. Nhưng bây giờ những đứa hỏi quý vị hãy nhìn quý vị coi bao nhiêu người có chồng có khổ không? Quý vị nói rằng cuộc đời của mình tại sao mà bản thân của mình lại là người mà gọi là vô duyên bạc phận? Đừng có nói bậy, là mình không có nợ nần của ai chứ thì làm gì vô duyên bạc phận. Bao nhiêu con người có duyên, có chồng có con vậy mà họ khổ te tua, khổ cho một gia đình, còn mình lại là nhẹ nhàng đỡ nặng gánh. Bây giờ những đức hỏi quý vị nè, một mình dễ đi hơn, quý vị muốn đi tu thì đi tu, có ai kéo quý vị đâu. Có cái bà đó, bà đi đến chùa bà tu, mà bà gặp những đức, bà nói một câu nè: con đi đến đây được vì sao? Con quá trân quý thầy. Thầy biết rằng ở nhà bóp tay bóp chân cho chồng, hầu hạ nó đặc biệt, rồi xong sáng được đi chùa. Bà nói rõ ràng như đức nghe vậy đó, có nghĩa là chiều chuộng còn hơn cái gì nữa, rồi sáng nó cho đi chùa. Và mỗi lần mà đi lại Quan Âm là phải nài nỉ nó, phải trước đó mấy ngày cả tuần lễ làm việc lo lắng cho nó, muốn gần chết luôn. Cả thầy biết rằng cả tóc đó mà chảy tóc cho nó luôn. Rồi nó kêu vô trong phòng mà nó bắt phải tắm kỳ mình cho nó giống như là nó hưởng thụ như ông vua vậy đó, nó làm vậy đó. Rồi xong tới cái ngày lễ Quan Âm nó cho đi lễ Quan Âm. Bởi vì con nói con lỡ đây mà con không lại là không được, con không tu là không được, tại vì con đi đến đây khó quá. Nó không biết có người như vậy hay không quý vị. Có đó quý vị, không có chuyện giỡn đâu quý vị. Nó rồi muốn đi tu ngày chủ nhật là phải làm bao nhiêu chuyện luôn, làm bao nhiêu chuyện nhà, dọn dẹp, làm đủ chuyện rồi mới được đi. Quý vị thấy trong cái khó đó mà quý vị lại quý trọng được cái đạo, đúng không? Khó mà quý trọng được cái đạo. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày động viên mình, ngày khích lệ mình, ngày nói rằng: này các con, các con hãy chịu khổ, chịu khó một đời ngắn ngủi thôi các con. Nên mình cứ suy nghĩ vậy đi, mình cứ suy nghĩ Đức Phật nhắc mình là: các con hãy chịu khó, chịu khổ một đời ngắn ngủi. Nó quá ngắn ngủi quý vị ơi, là quý vị. Bây giờ những đức nói, bây giờ năm những đức ra xa gia đình năm 18 tuổi, bây giờ những đức 43 tuổi rồi. Thì bây giờ quý vị coi, phải là thời gian nó đi đến tuổi già thì cái cuộc đời khổ thì nó vô cùng ngắn ngủi. Quý vị ơi, trong cái cuộc đời của người chúng ta đó, dù cái khổ đau gì cũng có thời hạn được thoát, nhưng chỉ có một cái loại khổ đau mà chúng ta khó thoát vô cùng, đó là gì? Tình cảm. Quý vị biết rằng có những người, người ta không biết đạo, người ta không tu nha quý vị, người ta đang trong cái khổ đau đó mà người ta đang hứa hẹn cho cái khổ đau kế tiếp, mà đâu phải là kế tiếp đó mà họ được cái khổ đau này hưởng đâu. Nói cái câu nghe hay không? Được cái khổ đau này hưởng đâu? Họ đang khổ đau mà họ hứa hẹn cho cái khổ đau,
mà đâu phải là đời sau họ được cái khổ đau này đâu, mà họ khổ đau trong cái khổ khác kìa, trong tam đồ ác đạo khổ đau. Mà cái hạt giống mà đã gieo đó đó, vô lượng kiếp nó lại quay lại và tiếp tục chực chờ chờ đợi sự khổ đau của nhau. Kinh chưa? Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài khuyên câu đó là khuyên cho những người niệm Phật, người tu mà gặp sự chướng ngại khổ đau, nghịch duyên trong sự tu hành, ngài mới nói cái câu là các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi. Hiểu không? Đợt ngắn ngủi này thôi. Nghe chưa? Bây giờ trong cái trở ngại gì phải nhớ câu ngắn ngủi này thôi. Quá ngắn ngủi đúng không quý vị? Nó cái sự khổ đau ngắn ngủi đó mà Phật ví dụ trong kinh nói rằng cũng như là một giọt sương vậy, cũng như là một ánh chớp vậy. Đời người tôi nói là mấy chục năm, chứ thật sự thì nó đã qua không biết bao nhiêu lần của đời người rồi. Rồi chúng ta cũng tiếp nối sẽ đi qua đời người nếu như chúng ta không biết trân quý đời này. Nếu mà nhận thức được thì những cái bài giảng này quý vị sẽ thật sự quý vị sẽ kéo chân lên mà gác lên chán để mà suy nghĩ luôn. Ví dụ coi từ đời ông bà cha mẹ chúng ta từng đời đi qua, cứ qua một đời và tới ta sẽ qua một đời. Ta đi đâu và họ đi đâu? Đó mới là cái đặt câu hỏi. Ta đi đâu và họ đi đâu? Dù có tình thương gì đi chăng nữa, nhưng mà giống như là chung đường mà khác lối. Chung đường là gì? Vì sống với nhau thì phải hòa hợp, giống như chung đường. Nhưng tâm tu mọi người khác nhau nên khác lối. Đúng không? Nên từ nơi đó mà chồng vợ mình chưa hiểu đạo gì nhiều, chưa hiểu gì nhiều, khi sống với nhau thì bắt đầu họ nói này bao nhiêu lời ăn tình mình. Nhưng trong bụng mình nói vậy nè: không có đâu bạn, tao hiểu rồi, đừng có dụ tao mất công nữa. Hiểu không? Chung đường mà khác lối. Nên có nhiều người nói rằng là bây giờ tôi thương yêu con người này, con người này chết đi tôi phải chết. Đi làm chi? Tôi phải chết để tôi gặp họ nơi chính suối. Gặp cái gì mà gặp? Làm gì gặp đâu chính suối? Dù có gặp nhau đi chăng nữa mà nghiệp duyên bất đồng, làm sao còn có thể tâm sự với nhau? Làm cái chuyện tự nhiên, cái chuyện tầm bậy. Sống cái cuộc đời này gặp nhau thương yêu quá, chết đi muốn chết theo, để đi xuống đó gặp nhau. Làm cái chuyện tầm bậy, làm gì cái chuyện đi xuống đó gặp nhau? Cái vị lo bị hành ngục đau khổ te tua tả tơ, còn đầu óc đâu mà để gặp nhau nói chuyện gì, tâm sự gì? Sao tâm sự được? Lo bị hành ngục te tua kìa, làm như là có thời gian được như trên đây mà gặp nhau nói chuyện. Ở trên đây là trong cái cõi này mà chúng ta có khi còn không có thời gian vợ chồng nói chuyện được nhiều với nhau này. Không biết lo cho cái gì mà tối ngày đi sớm về khuya, có khi có nói chuyện được mấy câu đâu. Nói chuyện cũng không được nói nhiều với nhau nữa quý vị. Nó đi làm mệt về mà nó ịt ngang nó ngủ. Có nhiều bữa mình trông chờ muốn chết mồ luôn. Vì mà nó về nó ịt ngang nó ngủ, nó không nói tiếng gì. Giết mình thấy cộng nhận, mình cảm thấy cô đơn ghê. Bởi vì tôi coi thầy được. Thấy không? Bởi vì tại sao phái nữ người ta quý như Đức nhiều như vậy? Vì cuối cùng quý vị ơi, người ta lại không được ai tâm sự. Có chồng mà không được tâm sự nhiều, mà có tâm sự có khi nó cũng không phù hợp để cởi mở giùm cho mình được nữa. Cuối cùng tôi lại là người cởi mở, giúp cho quý vị cởi mở, để giúp cho cái nhan sắc của quý vị nó đẹp lên. Thấy không? Bây giờ nói câu thế gian, giúp cho mấy bà nhan sắc đẹp lên cho mấy ông hưởng. Mình làm kiểu này là nói thật sự mấy ông phải công nhận, là mấy ông phải cảm kích tôi. Đúng quý vị? Bây giờ giải tỏa tâm tư, giúp cho vợ mấy ông vui vẻ an lạc, không có cái chuyện đụng chạm gì nghe. Rồi coi được rồi, ngon lành mấy ông thấy ngon lành được rồi mấy ông hưởng.
Cái chuyện của mấy ông đó là cái sở hữu của mấy ông mà, hiểu không? Chứ có gì đâu. Đi về chùa lo lắng này kia rồi xong nấu chè đồ cho ăn, rồi bắt nhạc lên được chơi vui vẻ, mấy bà vui vẻ xong, bà trẻ mấy bà đẹp xong về mấy ông, đúng không? Vậy mà còn không cho đi chùa hả? Thấy không? Vì công nhận không? Mà quý vị thấy rõ ràng từ khi quý vị học Phật tới giờ nghe Đức giảng tới giờ bị cỡ mở tâm tư, mỗi lần chia sẻ là mỗi lần được cỡ mở, đúng không? Như bây giờ mà mẹ của chú Tâm Nhiên mà bả càng ngày bả càng trẻ. Tại sao bả trẻ? Bả nghe pháp ba an lạc bả trẻ chứ làm sao? Thấy không? Nó hôm kia gặp cái bà ung thư ở Đồng Tháp bả lên. Nhìn bả mà ai biết bả ung thư đâu. Nó nói thầy ơi, lúc trước con vừa bị ung thư nghe thầy, người ta chỉ con ăn cách này cách kia, con ốm o gầy mòn, xanh xao vàng giọt, nhìn vô tấm gương con nói mày chết. Trong lòng con không còn một sức sống gì nữa chứ thầy. Khi con nghe một buổi giảng của thầy, thầy nói ung thư thì ung thư, ăn uống đàng hoàng cho mập mạp lên, nhìn coi được một chút thì có sự tự tin về chính mình hơn. Cuối cùng bà nghe, bà nói không, phải nghe ông thầy này thôi, phải ăn, ăn chay đồ, ăn uống cho đàng hoàng. Cuối cùng bà ăn uống đàng hoàng, uống sữa đồ vô, mập mạp lên quý vị. Xong bà nghe pháp thì đứa bà cười lên, bà nói bây giờ con hiểu rồi. Thì ra lúc trước con cho ung thư là kẻ thù, mà nó ở trong người con, nó với con ở trong một thân thể, mà lại con coi nó là kẻ thù của con, nên cùng trong một ngôi nhà mà đi đụng chạm với nhau. Cuối cùng con nghe thầy giảng con hiểu rồi thầy. Cùng trong căn nhà thì phải sống hòa hợp, như vậy thì tự nhiên sẽ sống vui vẻ trong một căn nhà. Tác động của chúng ta làm cho mình bị bệnh đau bộ ung thư, ta lại cho nó là kẻ thù để muốn hủy diệt nó, thì nó cũng chống đối với chúng ta. Nhớ kỹ, sự sinh tồn của Phật và ma đều là có sự sinh tồn, chứ không có cái nào mà giết cái nào hết chứ. Tự bạn thấy bạn yếu thì bạn lùi bước đi, chỉ có như vậy thôi. Bên nào mạnh thì tiến lên, bên nào yếu thì lùi xuống, chờ cơ hội. Chúng ta đều chờ cơ hội, tùy bạn chờ cơ hội gì. Nếu bạn chờ cơ hội để làm Phật thì thật sự bạn tăng tiến lên rồi đó. Còn nếu như bạn chờ cơ hội đi làm ma thì ma tâm bạn sẽ phát triển. Nó nên tùy bạn thôi. Chúng ta Phật và ma chỉ có một ý niệm mà. Chúng ta rất dễ phát tâm Phật và cũng cực kỳ dễ phát tâm ma. Dễ thôi, có gì đâu mà khó. Bây giờ muốn phát tâm ma là phát liền cái gì đâu. Vì sẽ chủ động phát tâm ma liền cái gì đâu. Bước ra sân si chửi người là ma thì có gì đâu. Hiểu không? Nó gặp một cô gái đẹp, nhìn cô chăn chăn, khởi tâm dục vọng lên, ma tâm phát triển liền. Xong mình vừa nghĩ, ô cái này khởi chi ta, Phật tâm phát triển liền gì đâu. Ma và Phật chỉ có một ý niệm thôi, đúng không? Nên từ nơi đó cái tâm ma của chúng ta nó trực trời sẵn chứ. Chúng ta vừa gần gũi với nhau trong một hoàn cảnh nào thôi, nó khởi tâm ma liền. Chúng ta biết nó, ma tâm nó, và Phật tâm phát triển liền. Nên Phật hay ma bạn hãy tự soi xét, tự soi xét đi. Không, những đức, những điều những đức chia sẻ quý vị nó cực kỳ đơn giản luôn, nhưng nếu quý vị hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ đi thì quý vị sẽ thấy rằng rõ ràng Phật ma ý niệm cực kỳ vi tế, rất là vi tế, rất gần gũi chúng ta luôn. Nên chúng ta đi diệt ma thì điều này cũng không phù hợp. Chúng ta chỉ cần tăng tiến cái mà bản thân mình cần tăng tiến, đúng không? Cần góc độ tăng tiến, mục tiêu chuẩn thì bị thành công thôi. Nó nên mong những cái bài chia sẻ này nó đi vào cái chuyện là chúng ta mỗi ngày đi chăm chích nói xấu người ta là chúng ta đang nói xấu mình đó. Ồ quý vị ơi, Phật nói trong kinh tất cả chúng sanh cùng là một thể quý vị. Nhưng trong cái cõi này nó có cái mặt trái đó để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta thì cho nó là chăm chích, nhưng thật sự nếu mà giác ngộ thì đó là sự nhắc nhở. Nhắc nhở, nhắc nhở chúng ta đặc biệt dữ lắm đó quý vị ơi, thấy không? Nó nên tất cả mấy cô nghe hoài gì mà mấy cô thấy không? Cái nghiệp chướng chúng ta nó đâu có đơn giản. Buông ra một cái là nó phát tâm bậy liền. Nghe hoài luôn, chỉ nói cái câu là đừng buồn giận người để trong tâm. Hôm nay chúng ta nhắc lại hãy buồn giận người để trong tâm đi. Tại vì sao? Vì nhắc bạn hoài bạn vẫn buồn người khác, thì bây giờ bạn rỗng quá rồi. Bạn nên để chuyện buồn giận người khác để trong tâm đi. Đến chi? Để bạn nhận thức được
nó có cần để trong tâm hay không? Điều chỉnh lại, đúng không quý vị? Khuyên bạn đừng nên nói xấu người ta. Bây giờ khuyên bạn hãy nói xấu người ta đi, để người ta chửi bạn, nó quýnh vô mặt bạn, để cuối cùng bạn thăng bằng suy nghĩ bạn có nên nói xấu người ta hay không. Trong cái cõi đời này chúng ta có những cái điều chỉnh văn từ, quý vị ơi. Nó giống như có ông bạn, ông nói rằng bây giờ ông động tâm một con người, ông không muốn tu hành, như Đức nói, thì ông cứ đi theo con đường của ông đi. Ông bước ra như Đức vạch cho ông thấy, ông sẽ te tua khổ đau, ông đi đi. Rồi nếu một ngày nào ông thấy ông quá te tua khổ đau, có duyên thì chúng ta gặp lại. Nếu không để cho ông hoài cái tâm đó thì cũng không được cái gì. Thật sự mà nói, có những con người nghe quý vị, giống như chúng ta ăn một cái bánh gì đó. Nghe nè, câu này quan trọng nè. Một ly nước này nó rất thơm, nhưng mà nó chỉ để trên gió để chúng ta ngửi mùi thôi. Nó quá thơm mà không được uống. Cái cảm giác này nó không đơn giản chút nào đâu quý vị. Đúng không? Để giác ngộ hoàn toàn trong ly nước này thì khó, thật sự rất là khó. Nha, thôi uống đi mày, mày uống một cái đi rồi mày sẽ biết. Cuối cùng uống vô một cái thôi, ủa bình thường có gì đâu, không có ngon gì hết trơn á, lạc nhách lạc nhiễu rồi có gì đâu chị. Thật sự là mùi thơm thì nó bay thoang thoảng đâu đây, nhưng uống vào thì thấy nó cũng bình thường. Một món đồ ăn thấy nó rất là thơm, nhưng ăn vào xong rồi thấy cũng rất bình thường. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày đến thế gian, ngày thị hiện, ngày dùng bánh xong hết trơn, ngày đi tu. Tại ngày biết cái cõi nhân sinh này con người ta không chịu nổi những cái điều mà gò bó đó. Nó ngồi nó suy nghĩ vọng tưởng vu vơ, cuối cùng tâm trạng nó loạn trí loạn tâm. Quý vị dính vào rồi quý vị mới thấy. Mà bản thân chúng ta vừa dính vào rồi thì vượt ra không được. Cái khổ đau của cõi ta bà này nó kinh thiệt. Không dính vào thì ngồi suy nghĩ suy tư, dính vào rồi thì khổ đau của sự chối buộc. Khổ, đúng là quá khổ. Mà sự khổ đau này nó làm cho mình cái gì? Sự khổ đau làm cho mình cái gì? Nó làm cho mình cảm nhận được khổ đau để hướng đến giải thoát. Cảm nhận được khổ đau đi, hướng đến giải thoát. Nên tất cả mấy cô đồ muốn buồn ai cứ buồn đi, cứ để trong tâm mà chịu. Cứ để vô trong tâm nghe, rồi để trong đó đi, rồi suy nghĩ cần để hay không. Đúng không? Chúng ta cần chăm chích ai thì chúng ta cứ chăm chích đi, chúng ta cứ cho họ đi, chê bai họ đi, rồi chúng ta cuối cùng chúng ta sẽ lãnh quả báo gì. Rồi lúc đó chúng ta sẽ nhận thức thôi quý vị. Thấy không? Đó, nên á, mỗi một con người tự nghe pháp nhận thức. Chứ với cái lời mà khuyên người ta đoạn ác tu thiện thì là ba đời chư Phật đều làm điều này. Nhưng Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân Ngài nói rằng con người ta bây giờ thường là đoạn thiện làm ác, đi ngược vấn đề. Nên từ đó quý vị thấy không, ngồi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta phát thiện một ngày được bao nhiêu phần trăm và phát ác bao nhiêu phần trăm. Nghe pháp suốt luôn đó mà buông ra là ác tâm nghĩ liền. Thiện tâm thì ít mà ác tâm thì nhiều. Nhớ Phật thì ít mà nhớ ác thì nhiều. Quý coi mà nhắc suốt luôn đó nghe. Đừng có nói mà nhắc tùm lum. Nhắc tùm lum chắc tu tùm lum quá. Nên mấy cô muốn tu tịnh độ cả đời mà không thối tâm thì phải chuyên nhất. Cái câu Phật hiệu này phải quên sạch. Quên cho sạch. Quý vị coi đi tu 15-16 năm, cái chú Đại Bi là cái chú mà gọi là phổ thông nhất. Như Đức chưa thuộc. Hồi đó thuộc nghe, bây giờ quên luôn rồi. Tại vì quá lâu đâu có chị chú Đại Bi đâu. Chùa chúng ta bây giờ thời khóa tu cũng đâu có gì chú Đại Bi, nên quên luôn quý vị. Cái chủng tử của chú Đại Bi tự nhiên nó bị ẵn nhẹm luôn. Câu Phật hiệu phát triển mạnh lên, cuối cùng chú giảng sanh vừa quên luôn. Hồi đó Nhà Đức thuộc nhiều lắm đó quý vị. Phóng sanh nghi thức thuộc hết. Nhà Đức đa phần là thuộc. Kinh Vô Lượng Thọ đọc thuộc rất là nhiều. Thuộc là 15 chương kinh, 20 chương kinh, gần cuốn kinh thuộc sạch luôn á. Tụng lào lào vậy đó.
dù quên sạch nhét hết luôn, nhẹm vào cái chủng tử nằm bên trong, câu vật hiệu nó ảo lên trên, tự nhiên nhớ câu vật hiệu quên sạch nhét. À, rồi viết càng ngày tự nhiên tu càng an lạc, tại vì có vật hiệu nó đẩy mạnh lên, chia sẻ tịnh độ càng hừng hực, tại vì chỉ có một câu vật hiệu, không tán thán niệm Phật là tán thán cái gì, mà tán thán ngay câu vật hiệu thì trí tuệ của Phật phát sinh liền. Càng chia sẻ Phật pháp thì càng phương tiện thù thắng, người ta nghe lại thích thú. Là vì sao? Vì chỉ còn có một câu vật hiệu nên cuối cùng tâm của mình không còn cái gì, mà tâm rỗng thì trí sáng như cái trống, trống nhưng mà gõ vào thì kêu. Quý vị chỉ cần hỏi những đức, hỏi những đức cái gì, đức sẽ trả lời cho quý vị nghe, vì nó rỗng tâm nên trí sáng. Đúng không? Còn người ta thì bị phân vân ra quá nhiều loại, thể loại nhiều quá. Quý vị những đức nói một cái tủ đồ mà nhiều đồ, không biết bạn đồ nào. Nếu mà chọn vài bộ đồ đặc biệt thôi, để đó cần bạn lấy bạn là phù hợp. Tại vì mấy bộ đồ này mình thích nhất, còn những bộ đồ kia mình không có bạn, thì thôi ai thích bạn cho người ta đi. Để trong đó nhiều quá chúng ta lựa một chút, lựa nhầm bộ đồ xấu. Y gan hoặc pháp vậy đó quý vị. Chọn vài thể loại đặc biệt nhất, tôi chỉ có đúng một bộ đồ, bộ đồ A Di Đà Phật. Nghe không? Nên tặng quý vị cái khăn vàng này nó không đơn giản. Một là gì? Cái khăn vàng này cho quý vị biết bằng đồ nào tròn lên cũng đẹp. Đi tu cũng được, mà đi đám cưới cũng được, đi đám ma cũng được, đi đám nào cũng được, tròn đều đẹp hết. Nghe không? Bạn đầm cũng tròn đẹp, mà áo dây cũng tròn đẹp, mà áo có cổ cũng tròn đẹp. Thế loại đồ nào cũng vô được, vì nó là màu vàng. Đánh mặt quý vị hồng lên, vàng lên, vì tương lai mình giảng sanh là thăng sắc vàng rồng. Nghe không? Nên ngày mai á, ai chưa có khăn thì đến. Mà không đến là mà nói mà thầy không cho tôi là... Thấy không? Thấy quý vị? Đó, nên mấy cô thấy không, thấy đẹp chưa? Quá đẹp mà. Không, mà ta khen mình đẹp mình thích lắm nha quý vị. Đúng không? Khen đẹp thích lắm, không có giỡn đâu nha. Đi ngang ông thầy, ông thầy cũng nói cô tu này mặt sáng. Sáng quá trời sáng. Rồi đi ngang thầy, ông thầy nói cô này sao mặt tối quá. Vô duyên, vô duyên. Gặp người ta chê mặt ta tối, biết tu sao mặt tối, tâm sao đó, người ta nói người ta gì, sân si nổi lên liền. Đi ngang đó công nhận cô tu càng tu càng trẻ, càng tu càng đẹp. Thầy dễ thương ghê. Quá dễ thương luôn. Có cái bà kia, bà xấu lắm, mắt bà bị lé, miệng bà méo, găng gụn. Nhân Đức gặp bà, Nhân Đức nói cô có cái đẹp mà người khác không có. Bà kinh ngạc. Chàng chàng, hồi đó giờ chưa từng ai nói con một câu nói này luôn đó thầy. Người ta chỉ nhìn cái ngoại hình bên ngoài của con, mà người ta chê con thậm tệ, người ta không thấy được cái đẹp của con. Ủa, vậy mà thầy thấy được cái đẹp của con là chỗ nào thầy? Cái chỗ này nó rất quan trọng. Chỗ này rất quan trọng. Nó là cái gì vậy? Cái tâm của cô rất đẹp. Bà nói thấy không? Nên bà nói ủa cái tâm ở đâu thầy? Các bà mệt chút quá. Nó là cái tâm cô đẹp. Nó là ủa mà cái tâm nó nằm ở đâu thầy? Nhà Đức nói cái tâm là cái bộ đồ lòng của cô. Nói vậy đi cho bà này bà khỏi hỏi nữa. Tim gan bèo bỏi của cô đẹp đó. Đó, cái tâm đẹp là được rồi biết quý vị. Tâm đẹp là cái tâm hoan hỷ, cái tâm vui vẻ, cái tâm chấp nhận cái thân thể của mình, không buồn giận ai, đó là cái tâm đẹp. Cứ hỏi hoài cái tâm ở đâu. Nên... thấy không? Nên mấy cô nhớ nha, mấy cô muốn mấy cô đẹp là cái tâm mấy cô đẹp, mà cái tâm đẹp là nó sẽ tự đẹp.
Có cái bà đó, bà bị héo lắm. Mặt bà đẹp nhưng mà cái ngoại hình bà bị héo, hiểu không? Ngoại hình héo, hiểu không? Cuối cùng bà hỏi như thế là làm sao mà ngoại hình của con được lại thầy? Con là một người phụ nữ, con cần có những cái mà con phải cần nó. Cuối cùng như Đức nói là bà phát cái tâm á. Bà biết cái tâm nó nằm đâu không? Nằm đây nè. Bà phát ở đây nó sẽ phát triển được nhiều cái tốt đẹp lắm. Vì mà bà nghe lời như Đức, bà niệm Phật, bà vui vẻ hoan hỷ. Một thời gian bà gặp như Đức, bà nói rõ ràng. Nó phát triển thầy. Vì thấy cái tâm đẹp nó hay chưa? Nó nên từ nơi đó người phụ nữ mình phải cần phát cái tâm đẹp. Người đàn ông thì nó có nhiều điểm, địa điểm nó không cần thiết đâu quý vị. Có những ông mà nó không có cái gì chứ nó cũng là đàn ông cũng được nữa, không có sao. Nó chỉ là đàn ông là được rồi. Thấy không? Còn phụ nữ người ta có nhiều chỗ người ta cần nó phải đẹp. À thật sự luôn quý vị. Quý vị thấy tại sao mà người ta đi thiết kế đồ đạc chi vậy? Do mấy bà mà người ta thiết kế đó. Người ta phải làm sao cho mấy bà khoe khoang được một số chỗ. Thấy chưa? Vậy thì mấy bà muốn những số chỗ đó mà nó đẹp là phải làm sao? Tâm đẹp. Ngay cái tâm đẹp. Nghe không? Thử đi rồi sẽ biết. Cái tâm quý vị, mấy bà khi đẹp vui vẻ hoan hỷ nghe, tức khắc nó sẽ điều tiết tất cả những vị trí nào cần thiết tốt đẹp thì nó phát triển. Mấy bà cần ở đâu tùy mấy bà. À, chắc chắn là mấy cô biết hết. 100% nếu mấy cô nhớ Phật niệm Phật hoan hỷ vui vẻ, đừng buồn giận ai để trong tâm là tâm đẹp. Tâm đẹp thì tướng đẹp. Tâm đẹp tướng đẹp. Có cái bà kia hồi đó với lời chùa mình ngọc, bà húp vậy nè, húp không có miếng thịt của cái má luôn. Bà nói là chồng con thường chê con là em không có cái mặt để nựng. Nó chàng đó là chàng. Nó cái mặt gì mà nó không có cái mặt để nựng. Nó là em không có má. Thấy chưa? Nghĩa là nó héo queo á. Ông người phụ nữ mà nó không có má nó cũng thiếu thốn đó quý vị. Vì người ta thương mình, người ta nựng mình mà không có má. Cuối cùng bà hỏi như Đức làm sao con có má nó. Cô không có má sao có cô. Ê không phải thầy. Cái má mặt á thầy, chứ không phải là má con. À dì tưởng đâu cô nó muốn không có má sao có cô. Thấy không? Vì cô muốn có cả má bự bự chút đúng không? À dạ dạ. Cô phải cười nhiều. Cô biết tại sao mặt cô héo không? Vì cô không có cười. Vì không có cười mình cứ nó tốt lại, nó tốt, tốt lại đúng không? Mà khi mình cười là nó bết xa mặt quý vị. Thấy chưa này nè. Nó bết xa mặt thấy chưa? Nó làm lâu ngày má bị mềm mà. Những đứa 43 tuổi mà mặt như đứa mềm lắm quý vị ơi. Nó cái da thịt nó mềm lắm nghe. Mà ngày xưa cái thời như Đức chưa tu năm 27, 28 tuổi, cái mặt như Đức, tay chân như Đức da cứng ngắc. Nhưng mà khi mà tu tập an lạc vui vẻ ăn chay niệm Phật nghe, da mềm lắm. Da mềm sụm mà. Bây giờ lấy tay gạch một cái là nó muốn chạy cái làn da đó luôn đó quý vị. Nó mỏng đến mức vậy đó. Quý vị biết cái tâm mình nó an lạc á là cơ thể tố chắc, cơ thể vì cơ địa sẽ hoàn toàn nó có thay đổi tốt đẹp. Nó là lòng lành chuyển tướng thay tên mà. Cái tâm lành chuyển tướng thay tên đó quý vị. Nên quý vị xấu gì ngoại hình chưa đáng sợ, sợ là xấu tâm. Nên quý vị bây giờ phát triển cái tâm thiện lên. Với mình là người phụ nữ đừng có hung dữ bạo ngược, đừng có chửi chồng, chửi con, chửi tầm bậy tầm bạ, chửi tu tiểu. Bây giờ quý vị coi, bây giờ quý vị có là một người phụ nữ có đẹp cỡ nào, bị buông ra quý vị chồng, tao nói cho mày biết nghe phải. Quý vị coi đẹp không? Rồi sao mình chửi con mình, cái mặt mày giống ông nội mày. Thì đẹp không? Chửi tùm lum tùm la sao đẹp? Còn con mắt mình đẹp không? Sao đẹp? Chỉnh cái tâm lại đi mấy nàng ơi. Chỉnh tâm lại nghe. Đừng có hung dữ nữa nghe mấy bà. Nói cho mấy bà biết nha. Cái gia đình và cái xã hội này mà nó bình yên hay không là do mấy bà. Mấy bà là nắm trong tay nhiều lắm đó. 100% luôn. Tại vì mấy bà có một cái khả năng chăm thọt cao độ.
Người đàn ông mấy bà coi, người ta chăm thọt là thiệt không à? Có khi làm cho người khác cũng thích, nhưng mà mấy bà chăm thọt là ác. Mấy bà đâu có cái gì để chăm thọt, mà mấy bà đi lôi ra làm gì, nên mấy bà làm ác. Còn người đàn ông là do gì? Cái bản năng của người ta là như vậy, bản lãnh. Tự mình suy nghĩ đi, hiểu chưa? Mấy bà muốn làm cái chuyện đó đâu có được. Mình là người phụ nữ phải dịu dàng, chứ làm sao mà đi làm cái chuyện chăm thọt, để chuyện đó cho đàn ông làm. Nghe chưa? Thấy nghe câu này thấy đặc sắc chưa? Mấy ông sao không cho chàng pháo tay cho đàn ông mình coi, đúng không? Đó, giảng cái này nó quá tuyệt vời, nhiều ý nằm bên trong mà không ai có thể bắt bẻ được, hay không? Cái bài giảng này quý vị thấy mỗi một bài giảng nữa không, không đơn giản đâu nghe. À, giống như cái nhân cái quả nó trả lại cho mình rõ ràng lắm quý vị, đúng không? Hôm nay người làm sai mình cười chê người ta, ngày mai đến khi mình làm sai người ta cười chê mình nhiều hơn. Có lờ thêm. Giống như hôm nay mình làm cho người ta khổ thì ngày mai người ta làm cho mình khổ nhiều hơn. Còn mình tu phước tu duyên, mình làm nhiều việc thiện việc tốt thì cái khổ đau nó đến với mình bớt lại, gọi là tội nặng báo nhẹ. Nhờ tu nên Phật pháp mà cái mà mình mà tiếp nhận đặc biệt nhất để mà mình tu ít phiền não, đó là tin sâu nhân quả. Mà khi tin sâu nhân quả đến mức càng cao độ chừng nào, tâm lượng quý vị càng mở rộng chừng đấy. Tâm lượng càng mở rộng, tự nhiên mình cái tâm tha thứ nó nhiều. Tại vì mình nghĩ giờ mình tha thứ cho người ta là mình sẽ được tha thứ, tại sao mình không gieo cái nhân này? Nên cả đời của người chúng ta tu hành gây dựng cái tâm tha thứ. Gây dựng cái tâm tha thứ nó rất là quan trọng đến chi. Khi mình gây dựng cái tâm tha thứ á, thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Vì mình tha thứ thì nghiệp chướng tiêu trừ. Còn mình không tha thứ thì nó câu thông nghiệp chướng, nó câu lại, nó kết lại nghiệp chướng. Nên tu hành là gì? Mang tâm tha thứ. Mà khi bị mang tâm tha thứ cho người là đang mang tâm tha thứ cho bản thân mình và cho tất cả những cái tế bào của mình ở bên trong được tha thứ. Có cái cô đó mà cổ bị ung thư mà cổ cũng nghe giảng pháp, mà cổ nói rằng là cổ không có cởi mở được. Khi mà cô bấm trên mạng thì cô gặp được những buổi giảng của mình, mấy cái đoạn mà người ta ghi mà cười, mà nhiều người ưa nhắn tin hỏi Nhân Đức cái việc cái mục ruồi này nè. Không, mà cái mục ruồi Nhân Đức viết nó nhìn giống như con mắt quý vị ơi, thành như là con mắt vậy đó. Hồi đó nó không có bự lên mà giờ nó bự, nó giống như con mắt, nhìn nó giống con mắt lắm. Chắc là trong cái cuộc đời này hai con mắt nhìn chưa đủ, mọc thêm con để nhìn. Hai con mắt này nhìn nghiêng nhìn ngã, nhìn nặng nhìn nhẹ, mọc thêm con mắt để mà nhìn cân bằng. Nhiều người cứ hỏi sao bữa nay một gùi nó chạy hướng này mai chạy hướng kia. Cái chuyện này thì đính chính rõ ràng, nó không có gì đâu quý vị ơi. Tại vì những cái buổi giảng như Đức người ta lấy người ta làm lại, vì những cái trang người ta phải kiếm tiền nên người ta sợ dính bản quyền, nên người ta lấy những buổi giảng của những Đức người ta lặt lại. Thí dụ như cái y những Đức nay nó đắp về hướng này, nhưng mà người ta sẽ lặt lại nó đắp về hướng này nè.
Nên quý vị thấy có nhiều bài giảng Đức á, đã xấu rồi mà nó làm cho cái mặt bị méo. Mặt bị méo nữa quý vị. Mà ta coi rất đông đó nghe, vài chục ngàn, vài trăm ngàn không á. Mấy cái trang tương tác nó đông dữ lắm. Nên rất nhiều người coi và người ta nhắn tin, người ta nói tại sao một rùi thầy bữa nay hướng tay trái, mai hướng tay phải. Mà nhiều người nhắn tin lắm, nhắn tin hoài à. Thì đó là như Đức nói rõ ràng cho vị nghe, vị khỏi cần hỏi nữa. Con người là phàm phu không có thể nào mà nói cái chuyện lạ kỳ gì đâu. Mà nếu lạ kỳ vậy là nó giống như là mê hoặc chúng, không đúng. Mình không có làm điều đó được. Nó nằm yên bên đây thôi. Bên tay trái thôi. Thấy không? Nên nhìn đời bằng hướng trái đi độ sanh hướng phải. Trong cuộc đời này nếu quý vị là người độ sanh mà không có hướng trái, làm sao dễ độ sanh? Quý vị coi chương trình chùa chúng ta lâu lâu sinh hoạt quý vị bắt nhạc sôi động, quý vị bị sôi động một chút, cái đó nói về Phật pháp nó mặt trái. Thấy không? Người ta đều nói tu hành gì mà thấy ghê đó. Nhưng mà trong cái sự việc đó, rất nhiều người người ta rất là thích. Thích mà vui. Thấy không? Quý vị coi người ta ngoài đời, người ta ăn nhậu vô bọng quần đùi, người ta bắt nhạc, người ta nhảy lùm xùm ngoài đường, giữa đường giữa xá, đúng không? Chơi tá lả binh. Còn mình thì đàng hoàng, đồ đạc đồ, áo dài đồ đàng hoàng, sôi động một chút thôi. Thấy không? Trong chùa là không bao giờ mà ai mà cho vậy đâu. Nhưng mà mình không có làm ngay chánh điện, ngay dưới nhà bếp. Nói có, thật sự mà nói có nhiều cô, mấy mươi năm cuộc đời mấy cô, khi mấy cô không được có cơ hội đó. Không phải là họ không thích được chơi gì, mà là vì cá nhân bị người ta nói, nên bản thân mình không có làm được. Cái gì cũng nó do nó có tập thể mà ra. Tập thể. Quý vị biết rằng người tu hành của chúng ta bây giờ, chúng ta căn tính kém dữ lắm. Nó đã quá kém rồi nên mới tu tịnh độ thành tựu. Pháp môn tịnh độ là pháp môn duyên phước. Duyên mình đã tu rồi, bây giờ đời này mình gặp mình tu lại. Có phước á thì chúng ta mới gây dựng được tính nguyện tịnh độ này. Chứ thiếu phước, thiếu duyên nó cũng không có tu được tịnh độ. Tại vì có duyên mà không có phước thì không có tin tịnh độ. Mà có phước mà không có duyên thì sao gặp tịnh độ. Thấy không? Đó. Tuy nhìn thì họ đơn giản bình dị, nhưng mà trong cái cõi đời này họ sống mỗi ngày họ cười họ vui là phước duyên họ cũng lớn lắm rồi đó. Vui cười trong một cái tâm thiện chứ không có ác tâm. À, nên á, nhiều chương trình những thứ tổ chức nó lạ lắm, nhưng mà quý vị thấy nó rất là vui. Nó không có một lên một cái kế hoạch chương trình gì quá lớn đâu, nhưng mà mỗi chương trình đều nó đông người nó, nên mới nói là cái mục ruồi phía bên tay trái. Nhìn đời bằng mặt trái mà độ sanh bằng mặt phải. Tại vì mặt trái nó nghịch nhiều người quý vị. Nó giống người ta, nghịch nhiều người. Bản thân những thức là tu hành ở trong cái cảnh duyên, có khi ngồi nói chuyện một số người tu chung trẻ trẻ vì quý vị mà nói Phật pháp nó nghe nó không có vô nổi, phải chuyển hướng khác. Có khi những đức là do một ông thầy nó kỳ lạ quá. Nếu nói về khùng thì cũng không thể nào nói được. Khùng sao làm được gì? Nói về điên thì không thể nào giải thích được, sao mà điên làm được gì? Rồi nói về học thức thì nó cũng không có học thức. Bằng cấp thì không bằng cấp gì. Mà nói về thiếu học thì cũng làm sao thiếu học mà làm việc này. Thấy không? Làm cho người ta mà nó phải đi tìm hiểu những đức. Tại vì con người này nó kỳ cục quá. Rồi thêm cái nó làm nhiều chuyện lạ, mà tại sao công chúng lại tiếp nhận nhiều dữ vậy? Rồi nhìn mấy cái bà nghe pháp cũng đâu phải mấy bà tệ. Đâu phải là cù làng hay là
nhìn xấu xí, nhìn quê mùa dốt nát gì đâu quý vị. Mà từ ngoài Mỹ, từ Canada, Úc, ngoài Đức gì gì quá trời, đòn đòn đó gì gặp, mà gặp ai, gặp người nó ngộ ghê. Khi mà đang nấu ăn trong nhà bếp, đòn mà người ta Việt Kiều rồi nước ngoài rồi nhiều người ta cũng có địa vị lắm quý vị. Ta về, ta đứng người ta cứ ngóng ngóng ta nhìn, vậy đó nói ra ngoài. Kỳ cục vậy đó quý vị. Ta sợ người ta chạy, chạy ra người ta đứng vô khác đến nước ta chờ. Tại vì người ta đã quý thích quý vị. Mình chia sẻ vào pháp mà người ta vui, người ta cỡ mở tâm tư, làm mắc cười vậy đó. Làm tú tiếu kỳ cục lắm. Khi người ta đứng ta nhìn nhìn chỗ như đứa nấu ăn vậy đó. Mà ta đứng ta cười nghe. Đứng người ta mắc cười. Làm mắc cười quá. Nó bị thấy lạ chưa? Làm nhiều cái chuyện kỳ cục mà người ta không có thể nào suy nghĩ mình là cái loại gì. Không? Không hiểu cái loại gì. Những đức nói với vị nghe mà cả cái người sống trong chùa những đức họ nói họ chỉ sống những đức là họ rất là vui và rất yên tâm. Họ không hiểu những đức như thế nào chứ. Tại vì cái cách xử lý giải quyết vấn đề của những đức nó rất bất chợt và nó rất tự nhiên. Nó không có cái gì phải gọi là tính toán trước. Hoặc là nếu mà nói về quý vị coi sách vở ngày xưa đồ này kia, con người nó không nằm trong cái việc mà sách vở để mà đưa ra quý vị. Nên người ta không có đón được. Ví dụ như Thông Minh, như Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý người ta vẫn đón được. Vì họ nằm trong sách vở quý vị. Còn như bản thân nhà Đức nó không có nằm trong sách vở. Nó theo một cái cảm tính tương đối quý vị để giải quyết vấn đề và làm việc. Đó, nên những Đức nói cái thể loại của những Đức là khỏi cần suy nghĩ tới. Chỉ càng làm sao quý vị thấy mà bình an, vui vẻ khi chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này. Đúng không? À, được rồi. Suy nghĩ tới nhiều làm gì đúng không? Nó nên từ nơi đó có khi những chương trình lễ hội những Đức tổ chức quý vị thấy nó rất phi thường. Nhìn tự nhiên con người này phi thường quá. Và có những lúc thì quý vị thấy những Đức nó bình thường đến mức mà nó quá bình thường. Đó. Có khi mà những Đức mà đi qua bên chùa bên đây rồi ra đạo tràng đâu á. Cái sau những Đức đi vòng vòng sau hè đâu á. Cái những Đức lấy mấy cây cỏ những Đức dẹt dẹt qua bên những Đức ngồi xuống. Kêu mấy anh em ngồi xuống ngồi chuyện chơi. Thế đầu chó nó chạy lỡ nó ỉa trước mặt mình bảy. Thì nhà Đức nói mấy anh em thấy không? Chó mà nó còn xem thường những Đức. Không chi là con người nhưng mà tùy mấy anh em nhận thức. Con chó nó làm vậy nó xem mình coi cái tâm mình sao. Thấy không? Nên nó gặp mình ngồi nói chuyện lỡ nó chơi bãi trước mặt mình. Thấy không? Mấy anh em hít sâu một cái coi. À! Thì mấy ổng ai cũng kinh ngạc quá sao nó kỳ cục cái chuyện. Vậy đó mà ngồi nói chuyện với những đức một chút là quên đi lấy cơm đó quý vị. Lạ kỳ, nói chuyện chút là quên đi lấy cơm luôn. Là tự nhiên ai cũng muốn ngồi hoài không chịu đi. Từ một cái bãi phân chó mà thành ra câu chuyện Phật pháp. Nó lạ kỳ lắm quý vị ơi. Nó cái thể loại của mình là khỏi cần suy nghĩ tới. Thể loại lạ kỳ quá quý vị. Nên còn khi ngồi nói chuyện mà nếu nói mà tào lao những đức không ai nói tào lao hơn những đức đâu. Tào lao ghê lắm. Còn nếu nói về tục tiểu những đức là số 1 tục tiểu. Nói không bằng đâu quý vị ơi. Mà nói tục tiểu hay lắm. Nói nó không phải là cái chuyện mà khơ khơ nghe tầm bậy đâu. Mà nói tục tiểu rất là hay. Không biết sao mình vậy luôn. À. Mà tự nhiên nghe nó tự nhiên người ta bị lôi cuốn thu hút. Thì quý vị là rõ ràng bị thu hút mà. Nên à, nhiều bà Phật tử khắp nơi nơi mới nghe những Đức giảng mà phải nói là bị thu hút mà quý vị. Ngày nào mà không nghe là chịu không nổi. Nó thiếu một cái gì á. Đó, những cái điều đơn giản mà nó dẫn dắt những cái điều phiền não quý vị đi ra. Những cái điều đơn giản mà nó dẫn dắt những cái điều phiền não quý vị đi ra. Quý vị biết rằng á, cái cõi nhân sinh này á, muốn lôi cái phiền não, cái xấu ra, phải dùng cái xấu để lôi ra. Xấu thì kéo ra. Chưa? Đó. Chứ mà ra nhiều người á, họ dũng mãnh tinh tấn lắm, họ không dịu tâm.
nên họ điên. Nào có cái bà phải hỏi mà bị điên. Mà trước đó là những đứa gặp bà, những đứa nói bà hai ngày nữa bà bị điên. Gặp bà lúc đó bà còn tỉnh, mà gặp những đứa bà nói là ngày nào con cũng thấy Phật A Di Đà Tát Quán Thế Âm nói chuyện với con. Bà nói chuyện rất bình thường, bà nói vậy đó. Nó nói bà hai ngày sau điên. Nói con sao mà điên được, con niệm Phật mỗi ngày con thấy Phật A Di Đà Quán Bồ Tát nói chuyện con mà điên gì. Những đứa bà chờ xem hai ngày sau lết không. Kêu gia đình, gia đình nói bận quá không có lên chở về được. Chị Đức nó nhà ở đâu? Nó nhà ở Đồng Nai. Nó được rồi, cho mấy chú lấy xe chở về tặng nhà luôn. Nói gì thấy không? Có đứa con, chồng lên đem con về, vợ gì chồng để lại, để lại cho ông thầy. Như Đức nói ê, ê biểu là tao biểu nè. Chồng nói cái gì với thầy? Thầy kêu tôi cái gì? Nói bây giờ nó bà chợ mày bỏ lại cho tao. Hồi đó còn ngon lành mày lụm. Tao thấy vợ mày hồi đó, tao nghĩ hồi đó mới cưới cũng được lắm á nghe. Nói hồi xưa mới cưới đẹp lắm á thầy. Nó đẹp mày vớt hết trơn rồi. Rồi bây giờ nó bà chợ mày để nó cho tao là sao? Mà chơi vậy có đẹp không? Lắc đầu. Thấy không? Nó chơi gì không đẹp chút nào chứ. Có ăn thì có chịu. Lúc ngon thì cũng ăn, mà lúc dở thì cũng phải ăn. Chơi vậy mới đáng mặt làm đàn ông nghe mày. Đây là nhắc nhiều người đàn ông nghe chưa? Không có nói cố định ai chứ mà nhắc nhiều người đàn ông. Thấy không? Làm người ai làm thế? Làm thế chơi với dế đi. Hả? Thấy không quý vị? Nên từ nơi đó quý vị chứ ngộ ghê. Cái bà vô trong chùa hộ pháp bà đẻ. Bà vô chùa hộ pháp bà đẻ. Nhân Đức nói bà chừng nào bà đẻ? Bà nói là chưa đâu. Nói à, bà đẻ bà chuẩn bị đi. Tôi thấy bà mồi bà sắp đẻ. Nói sao mình nói ngộ ghê. Mà nó chưa đâu thầy ơi, còn tháng mấy nữa, nó ai biết, tôi thấy bà sắp đẻ đó nghe, bà chuẩn bị. Hai ngày sau, buổi sáng ta chuẩn bị đi tu, bà đau bụng đẻ. Mà đau bụng nhẹ sờn không có đau như người ta đau bình thường. Người ta đau dữ lắm đúng không, còn bà này không có đau nhiều. Thì bà nói, mấy thầy ơi con đau bụng quá, chắc chuẩn bị đẻ hay sao. Thầy bà cũng đẻ hai lần rồi, có kinh nghiệm. Rồi xong rồi lấy cái xe lăn đẩy bà ra ngoài trước cổng chùa lấy xe chở bà đi. Vừa đẩy ra tới cây vú sữa ngay chăng ở chỗ phòng đăng ký, tự nhiên bà đẻ ngay cây vú sữa luôn. Rồi xong rồi bà đẻ lòi đứa con ra. Rồi xong rồi kêu cô chính, kêu mấy cô rồi cầm mền đồ ra che lại. Rồi không có gì cắt muốn đúng gì đó, nó kìa có cây kéo phòng này. Phòng đăng ký kéo cắt giấy đem ra cắt cuốn nhỏ lại. Chứ phải đẻ phải cắt cuốn chứ. Hiểu không? Biết sao không biết vậy? Hiểu không? Rồi xong rồi Đức nói mày đẻ trong chùa. Nhớ nha mày thằng nhỏ. Mày sanh ngay chỗ này nghe. Mày phải khỏe nghe con. Rồi xong á đưa mày đi cho bác sĩ giải quyết, nghe không? Rồi xong rồi lên xe chở nó đi, nó nhảy mũi 3-4 cái mắc cười cũng chết. Thằng nhỏ xíu mới đẻ nó nhảy mũi phạch sạch mắc cười lắm. Mà nó không có khóc, đẻ ra nó không khóc. Trẻ không có khóc, nhỏ không có khóc. Đức nói mày đi đến cuộc đời này mà mày không khóc, bộ mày là cái dạng nào mà mày không khóc mày? Nó không có khóc. Nên một chút lên xe nó ọ ẹ một chút thôi, chứ lúc đẻ mới đẻ nó không có khóc. Nên từ nơi đó mà đẻ dễ dữ lắm. Ngồi trên cái xe đẩy mấy bà cụ mà chiếc xe mấy bà có tặc á, xe lăn á, ngồi trên đó mà đẻ ra đó. Nên thì mới đẻ dễ cái nào chứ. Mà hình như 3.2 kg. 3.2 kg là cũng bự đó quý vị.
quá xịn sò luôn á. Nên mấy cái bà mai mốt mà có bầu vô chùa tu á, phải tính trước nha, gần đẻ phải chạy về đẻ, chứ mà vô chùa chơi cái này cũng kỳ thiệt. Nên quý thầy lấy xe chở đi vòng vòng mệt tí ghê. Rồi cuối cùng chồng đâu? Cái thằng mà nó làm ra cái này nè, nó đâu? Chạy ra mất tiêu. Không? Cuối cùng bắt này chịu nữa. Đáng thương không? Nó thiệt thòi là phúc nên tôi sống, tôi thiệt thòi tôi chịu đựng. Nó làm đâu ngon lành hết trơn sao? Rồi xong nó ẹt, nó vô đây nó ẹt. Rồi xong nó để là thằng trai nhỏ xíu. Thằng nhỏ xíu hí hí á, bữa nay đưa cho bà viên Nhật đi theo bà viên Nhật. Cò, nó tên thằng cò. Cò theo bà viên Nhật. Nó thấy không? Bà viên Nhật với lãnh đạn luôn. Xong á, còn nhỏ xíu mà xa mẹ cũng buồn chứ. Chứ nó nói cho mày biết, mẹ của mày đi đẻ rồi, mày ở đây nghe tôi nói mày biết nghe chưa? Mày khóc là mày cứ như là mày không sống nổi dưới đây vậy ta. Tới bữa đây luôn không dám một tiếng khóc, sợ xanh mặt xanh mặt. Nói câu mày nói bình thường mà nghe thấy sợ lắm mấy vị ơi. Mày nhớ nghe, mẹ mày đi đẻ rồi, để mẹ ở đây. Tao đó 6 tuổi rồi, tao tự biết kiếm ăn rồi đó. Nên bản thân của mày ở đây mà mày khóc lóc, mày làm phiền chùa chiền thì tao xử lý mày đó. Sợ xanh mặt xanh mày, bộ Nhật nói sao cũng ghê. Thấy chưa? Mày thấy trong chùa nhiều chuyện không? Quá nhiều chuyện. Từ sáng 2 giờ sáng mà cho tới giờ này nó không có một chút xíu nào mà nói mà ngồi xuống một chút luôn. Không có một chút nào mà nó ngồi xuống mà không nói cái gì hoặc là ngồi im gu. Nói luôn suốt hoài, nói hoài luôn. Từ 2 giờ sáng tới bây giờ. Kinh khủng này chứ. Mà cái đầu óc lại mát mẻ, vui vẻ, nó mới lạ kỳ. Quạt với bà cái. Ngày mai á, những cô nào chưa có khăn là được nhận cái khăn này nghe không? Cái khăn này bây giờ đang nổi tiếng. Nó kỳ cục quý vị ơi. Nó kỳ cục cái chỗ này nè. Rất nhiều người gặp những đức nói nó có nhiều cái lạ lắm mà không nói nữa đâu. Nói gì mà hấp dẫn quý vị. Nghe chưa? Lạ lắm, mà giỡn đâu nghe chưa? Giống như cái món quà mình tặng cho người ta, mình nói rằng giờ món quà này là giờ tất cả phước duyên dồn ở đây tôi hồi hướng cho quý vị. Tự nhiên nó có một cái gì đó quý vị ơi. Đúng không? Nên cái tấm lòng mà, đúng không? Nên cái chiếc máy niệm Phật từ xưa giờ nghe quý vị biết, mà cái món quà mà tặng với Quan Âm á, bao nhiêu người nói nó lạ kỳ lắm quý vị, nó không đơn giản chút nào, đúng không? Thôi đừng có nói nữa. Thấy chưa? Mà kỳ này cái máy lễ với Quan Âm đợt này đặc biệt xịn sò. Xịn sò. Ở bên công ty làm máy á, tặng những đức được 3.000 chiếc. Tặng 3.000 chiếc. Mối nào mà gặp mối mình là ôi, quá xịn sò. Bây giờ cả công ty bên đó luôn làm máy chùa mình không. Sau này mở thêm cái công ty ở Việt Nam. Làm chuyên về bên máy mình không, làm kịp mà. Quý vị biết nguyên một công ty lớn thì ghê, nhân viên làm đâu chắc nghỉ mấy trăm người. Mà toàn là làm máy chùa mình không. Nó để hàng nó cho máy dập ép á. Nên cái mối chùa mình dữ quá. Rồi đặt 50.000 cái máy niệm Phật vì nghĩ đâu có đơn giản. Những loại máy khác chưa tính. Quá nhiều. Đó. Thì Nhớ Đức thấy pháp duyên mình thù thắng. Cái tiếng niệm Phật Nhớ Đức thì thật sự nó cũng có hay gì. Nhưng mà người ta lại thích. Thì ơi. Tiếng nghe, tiếng nó nghe nó đơn giản mà nghe cái tiếng như Đức niệm Phật không có sợ ma. Tiếng niệm Phật như Đức là không có sợ ma đâu, mà ma sợ cái tiếng như Đức nghe. Chuyện gì đơn giản đâu quý vị.
nên ông đồ mà nhà người ta mà mấy ổ ông luôn. Mà cái bà ta lỡ bà hỏi như thế này là 100% nó lỡ bà hỏi thầy ơi, 7 ổ ong nó đậu xung quanh nhà mà. Kêu nó đi nó không đi, bây giờ giết nó thì mang tội. Tôi xin thầy chỉ con cách nào để kêu nó đi đi. Thì bà hỏi gì mình nói đại, mà bữa đó cũng vui miệng mình nói đại. Cái nhiều bữa mà mệt mỏi bực bội nó không có chuyện gì để nói chuyện này. Tôi cũng lúc nóng lúc lạnh, biết chưa, tùy hên xui. Thấy không? Này, bây giờ bà về bà nói thầy đứa kêu mày đi qua bên kia mày đậu. Chứ mày đậu ở đây mày làm phiền người ta chứ lắm, không có được cái gì đâu. Thấy không? 7 ngày sau mà mày không đi đó nghe, là do tại mày không đi. Tao có cách xử lý của tao. Bà về bà nói một câu vậy mới có 3 ngày nó dọn đi sạch nhất 7 ổ. Hên quý vị ơi, quá hên. Về mà đồn quá trời đồn quý vị ơi, hên đấy quý vị. Mà nói rõ ràng mình cho người ta thời gian 7 ngày mà, hiểu không? Nên quý vị về quý vị cũng nhà quý vị mà con này con kia bị nói với nó gì đó, mình nói đàng hoàng còn gì. Mình là chủ gia đình mình có quyền mình nói đàng hoàng chứ. Bây giờ kiến gián hay là chuột bọ gì phá trong nhà nó 7 ngày sau. Nó bây giờ nói giờ tôi hỏi thầy rồi, thầy không chỉ rồi, 7 ngày quý vị đi ra ngoài, tôi mỗi ngày tôi để đồ ăn ở ngoài cho ăn. Nếu như bị vô đây phá, đây là của cải bị phá gì, còn phước không? Còn phước ở đây không? Nó bây giờ 7 ngày sau phải dọn nhà ra ngoài, mỗi ngày tôi để đồ ăn chỗ đó, lỡ đó ăn. Tôi này là tôi sống gì là quá rõ ràng rồi. Nó nghe, xong 7 ngày sau tức khắc nó phải dọn nhà đi ra ngoài. Còn không đi ra là mình cầm chổi mình quét ra ngoài á. Chứ không phải chuyện giỡn đâu, tại vì mình đã nói rõ ràng rồi. Thấy không? Nó nên mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này quý vị, từ bi, nhưng mà có những lúc chúng ta phải có cái trí tuệ. Từ bi là thương yêu giúp đỡ, nhưng mà trí tuệ là sự mạnh mẽ quyết đoán. Nên con người sống trong cuộc đời gì mới được quý vị ơi. Đối người tiếp vật phải vậy đó. Giống như mình thương nhau, mình quý nhau, mình chơi chung với nhau vui. Nhưng mà chơi chung với nhau mà không vui thì chơi với nhau làm chi? Không ý nghĩa gì chứ quý vị. Gặp nhau mà cảm thấy bình an vui vẻ thì còn gặp nhau. Còn gặp nhau mà làm nhau bất an thì cái cuộc gặp nhau này để làm cái gì? Không ý nghĩa gì chứ quý vị. Đúng không? Giờ con gái mình nuôi nó khôn lớn đàng hoàng chứ mình nói nó trở ngại mình không, hoàn toàn nó cự lên mình không, mình nói bây giờ mẹ cha nuôi con đàng hoàng lớn khôn lớn rồi. Bây giờ mẹ cha nói những điều này con toàn là con trở ngại chuyện gia đình hay không? Con hãy ngồi suy nghĩ lại là bản thân của con. Nếu con đã thấy con lớn rồi thì con hãy chọn con đường của con đi. Con đừng có làm phiền cái gia đình này nữa. Con đừng có làm phiền cái gia đình này nữa. Con cứ đi đâu con đi đi. Tại vì cha mẹ đã nuôi con, đã giúp đỡ con rồi. Mà bây giờ con toàn là làm trở ngại, phiền phức. Phiền phức vậy thì con ở đây làm chi, làm phiền cho nhau. Trở ngại nhau làm gì? Còn nếu con ở đây thì mẹ cha coi như không có con. Tại vì mẹ cha không muốn nói tới con nữa. Mà con đừng làm những chuyện gì trở ngại cái gia đình này. Cái gia đình này nhiều người còn sống ở đây. Con đừng có làm điều đó. Mà nói những điều nghiêm túc vậy, nó nói nó cũng có một cái sự nhiêu thu nhiếp. Tại vì mình nói mà nó gây cái ái tình quá, nó có do nhiễm ô quá, mình nói nó không có nghe. Chứ mình nói mà thật lòng vậy, mình làm thiệt nó sợ đó. Con người nó sợ thiệt chứ không sợ đâu quý vị à. Nó nên như bản thân những đức thương mấy cô, lo mấy cô, mấy chú, mấy thầy. Chứ những đức mà nói nghiêm một phát nhẹ thôi là cũng xanh mặt xanh mày. Bây giờ mình nuôi ta được mà mình không giải quyết được vậy nuôi làm gì? Cực khổ mà không được cái gì. Đó nên người trong chùa đông người vậy đó. Bà Châu bên kia bà 80 tuổi. Cái bà kia đi đụng nhẹ bà bưng nguyên cái canh bà tát vô mặt bà kia. Xong rồi những đức nói với cái bà bị tát cái canh vô mặt, đức nói cái nghiệp duyên của bà. Tại sao bao nhiêu con người bà không tát vô mặt mà tát mặt bà? Thấy không? Nhưng nghiệp duyên, nhưng bà đừng có buồn phiền bả, còn phần bả để Như Đức sắp xếp cho. Xong rồi Như Đức nói, bà từ hôm nay bà đừng có qua nhà ăn cơm nữa. Bà đi vô cái phòng phương trượng một mình mà ngồi trong đó đó. Thấy không? Tự kiểm điểm mình 3-4 ngày trong đó đi. Nói 3-4 ngày là tự hiểu rồi đó. Thấy không? Ở với gián á. Tuy là 80 tuổi nhưng mà khôn lắm.
Mấy bà già nhiều bà kinh lắm chứ không phải giỡn đâu. Nói tới bà nói tôi đi ra nghĩa trang ở, bà làm gì đó. Nó nói bà đi chèn ở đây gì người ta, bà đi bớt ngừ đỡ ngừ. Mình trả lại quý vị. Xong bà nói đưa tiền cho tôi. Nói tiền gì? Không có cái chuyện đó đâu. Cái chuyện mà nó đi ra ngoài mà kêu đưa tiền, đi tiền xe không có cửa đó đâu, đi bộ. Chết ngoài đường ngoài xác kệ, nghe chuyện này tôi không biết tới nghe không. Vì hợp tôi thấy có bà già ngoài đường mới chết bị con chó nó cắn. Nó gịch cái chân nó lòi vô ông công. Nó cái gì? Cái gì? Nó cái gì? Chó cắn chứ cái gì? Xanh mặt xanh mày đâu có dám. Còn mấy bà già ghê lắm, không có đơn giản đâu quý vị. Ô nuôi con người không có đơn giản đâu quý vị. Bây giờ nhiều người đặt câu hỏi đó, sao thầy Đức nó kinh khủng cái chuyện sao nuôi người ta đông dữ hay à? Hay gì? Tôi không phiền não thôi chứ có gì đâu hay. Cái tôi không phiền não với họ thôi, nghe không? Đụng cơ nào tôi xào cơ nấy, chạy cơ nào chứ nghe. Trong chùa đông vậy giữ hiền sao cũng được chứ. Đụng tôi rồi sắt tôi cũng bóp cho dẹp luôn, đốt cho cháy chảy ra tôi đổ thành cái chuông. Cái chuyện giữ chưa hả? Thấy chưa? Cái giữ hả? Nên là thì biết ra. Nhưng mà cụ bà quý Như Đức lắm, mà thích Như Đức lắm nghe. Mà cái chỗ nào mà Như Đức mà đi ngang một cái, bà mà đang ăn một cái trái cây gì bà gặp Như Đức một cái thôi nè. Nhưng Đức thấy cái ngậm cái miệng gì hoài cho Đức biết. Thì Đức là bộ đứng hỏi chơi vậy đó, hỏi ở này hỏi kia, hỏi xong phải trả lời đi cái gì đâu, mở miệng nó gớt với táo xuống. Xong cái Như Đức nói nè, bà cái này là cái gì? Nó là dạ trái táo. Như Đức nói bà cứ ăn tự nhiên thôi chứ có gì đâu mà bà đi ngậm chi, bà cứ ăn, bà gặp Như Đức bà cứ ăn tự nhiên, nghe không? Bà ăn tự nhiên, còn nếu bà thích ăn Như Đức sẽ mua thêm một ký, bà phải ngồi ăn nghe chưa. Nghe câu này cũng hơi bị xanh xao, nghĩa là sẽ mua thêm một ký hai ký, sẽ ngồi tại chỗ này ăn cho hết, nghe khỏi lên trên điện tu ngồi đây ăn đi, mà phải ăn hết giùm, nghe không? Không mà cái đó thấy ổn quý vị được không? Thấy không? Rồi từ đó về sau là ăn ở đâu? Nhà ăn. Cứ ngồi ăn đi. Quy tắc rõ ràng đúng không? Vậy mà lâu lâu mà không gặp Như Đức cũng trốn chốt. Nó gì mà còn gì chứ đừng nói chim mà. Ấy đúng không? Có cái bà bây giờ kỳ đó, bà cụ đó. Cà phê ở cái nhà ăn. Xong bà lấy cái chai bà chế vô túi. Nhìn Đức thấy. Ngồi đó sao Như Đức nhìn thấy. Thấy xong nha. Xong bà bỏ con túi bà đi về phòng. Bà đi về phòng bên đó là Như Đức biết bà gì đó bà uống. Xong Như Đức mới đi qua bên đó đi theo. Đi theo qua đó Như Đức thấy bà ngồi trên cái ghế bà uống. Xong Như Đức mới lợi Như Đức hỏi cái này là gì. Bà nói cà phê. À, bà cụ thèm cà phê hả? Nói dạ cà phê uống ngon quá. Như Đức nói, à được, cà phê này uống ngon thì uống thôi, cái gì đâu. Như Đức kêu cô Đạo ơi, cô pha cho Như Đức 1 lít rưỡi cà phê. Bỏ đá vô đàng hoàng nghe. Rồi sáng nay bà cứ khỏi lên cái điện tu nghe bà cụ. Ngồi đây uống cà phê chơi đi. À, rồi cho một cô đứng canh uống cho hết. Rồi xong tới giờ xuống ăn cơm. Uống bộ đó một lần, một từ đó là sao? Hết giáo uống cà phê. Quá dễ quý vị. Trả lại thôi, quá thoải mái mà đúng không? Mà mấy vị thấy vậy thấy thoải mái không? Quá thoải mái rồi đúng không? Nên mấy quý vị Phật tử mà đi về chùa mà nếu mà đem bánh đồ theo á, đêm hôm mà ăn mà lỡ Như Đức thấy á, trong chùa bánh nhiều lắm. Tôi đem ra cho ngồi ăn nghe. Ông nó tuy là nó
Tuy là nó nói những điều đơn giản đó đó quý vị, nhưng mà làm sợ, đúng không? Thấy sợ chứ không phải chuyện giỡn chứ. Nó nghĩa là không nói gì nhiều nhưng mà vậy sợ lắm quý vị ơi. Sợ lắm chứ không giỡn đâu. Cái giờ có cái bà cụ đó, cái giờ mà đi tu bà đem đồ đi giặt. Những đứa gặp bà giặt đồ chúng ta nói: "À, bà cụ giặt đồ hả? À, giờ này là về gì giặt đồ ha?" Nói: "Dạ, giờ đi tu." Nói: "À, đi tu mà giặt đồ." Nói: "À, mấy cô đem mấy cái mền dơ bên đó qua đây. Giờ đi giặt đồ thôi bà, giặt giùm 5 cái mền." Giặt xong sốt luôn. Tại vì lạnh quá quý vị. Giặt xong 5 cái mền. Thì giờ đâu phải giờ giặt đồ mà đi giặt đồ. Nghe không? Đi tu chứ sao giặt đồ. Cuối cùng đem 5 cái mền ra bắt phải giặt. Giặt xong 5 cái mền sốt. Lạnh quá chịu không nổi. Vì thấy trả lại thấy đẹp quý vị. Đó. Trả lại thì ra cái đề học chúng ta thôi. Quý vị, mình nói xấu người là giống nói xấu mình thôi. Nếu như cái tâm mình châm biếm xấu người ta thì như nói mình thôi quý vị. Nhưng mà đây là cái túc nghiệp, nghiệp duyên của chúng ta, ai cũng bị cái bệnh này. Nhưng mà chúng ta học tập không phải mình là người tròn vẹn tốt hết. Nhưng mình nói những điều này để bản thân mình hoàn chỉnh từ từ mình. À, nhớ kỹ, hoàn chỉnh mình lại từ từ. Những đức thấy rõ ràng là như bản thân những đức bây giờ càng tu càng về sau này nè, cái gì mà những đức phạm phải thì cái sức cảnh giác những đức nó cao độ hơn ngày xưa nhiều lắm quý vị. Ví dụ như những cái gì mà những đức nói ra cái câu gì mà không được hay, quý vị mà nhắc những đức mà thấy phù hợp là những đức sẽ sửa liền, sẽ sửa liền mau hơn ngày xưa. Ngày xưa là nhắc những đức bực bội lắm nghe. Ngày xưa là nhắc bực bội đó, nhắc là mặt kinh kênh. Tâm ngã mạn nặng hơn. Bây giờ càng tu tâm ngã mạn càng giảm xuống. Danh tăng, lợi tăng mà lại giảm đi cái ngã, vậy là tu có kết quả. Tu có kết quả, vui nhiều nữa, và ít có bực bội phiền não để lâu. Quý vị mà tu mà vậy là bị có kết quả đó. Nhưng mà cái kết quả như thế có được là nhờ từ đâu? Niệm Phật. Niệm Phật mà ra. Bây giờ quý vị coi những đức giải quyết nhiều vấn đề mà còn được gì. Nếu trong một gia đình quý vị mà quý vị giải quyết được như những đức thì quý vị đạt trình độ cỡ nào, thành công rất lớn luôn. Làm gì cũng thành công chứ. Tại vì an lạc vui vẻ thì ai cũng cảm mến, ai cũng thích. Nó mà nhờ từ niệm Phật mà ra đó quý vị ơi. Với mình suy nghĩ gì nè, tương lai mình là người dân ở cực lạc, chứ mình đâu phải ở cõi ta bà này mà tranh giành giật giành cái gì được ở cõi này. Thật sự mà nói chúng ta có khi cũng nghĩ cái tranh giành giật giành của mình là để cho người ta. Nhưng mà nếu người ta không có phước thì mình có tranh giành giật giành người ta cũng có được đâu. Nếu mà có phước thì có phần, còn nếu mà không có phước mình có giành giật đưa cho người ta cũng không có được. Cái nguyên lý này quý vị phải tin đi. À, tin đi quý vị à. Nguyện đem công đức này hôm về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.